Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 142. Sơn Khâu, giáp chiến thần là bộ giáp hoàn hảo nhất trên mọi phương diện, từ phòng ngự đến những mặt khác, cũng không có khuyết điểm gì. Huyền Chất mặc nó vào rồi, muốn chết cũng khó mà chết được. Những lời của ông tràn đầy kiêu hãnh và tự tin. Tất nhiên rồi, vì đây là bộ giáp địa linh tộc đã dốc hết tâm huyết vào chế tạo mà. Diệp Huyên nhìn bộ giáp trên người, khóe miệng tuét đến tận mang tai, rồi đứng bật dậy như nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, hắn đã có 10 món thần khí, thêm món đã vượt qua cấp bậc truyền thuyết là giáp chiến thần, lại còn ở phá phàm cảnh, còn phải sợ thần đình vũ trụ nữa sao? Tất nhiên là không rồi. Hắn sẽ diệt thần đình vũ trụ, nói là làm. Diệp Huyên nói với Sơn Khâu, bá phụ, ta phải đi xử lý việc này một chút, xong rồi lại về địa linh tộc. Ông do dự một hồi rồi đưa một chiếc nhẫn cho hắn, trong này là vài món thần vật, tuy không tốt bằng trong bảo khố địa linh nhưng cũng là cực phẩm. Diệp Huyên không từ chối mà thu nó vào. Quả nhiên bảo vật bên trong tuy không được bằng bảo vật trong bảo khố nhưng đều là cực phẩm, số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 1000 món chứ bao nhiêu. Biết món quà này đến từ địa linh tộc chứ không phải cá nhân Sơn Khâu, hắn khẽ thi lễ. Đa tạ bá phụ. Ông cười, tạ gì mà tạ, lần sau nếu có gặp cha ngươi, nhớ đưa y đến đây gặp lại một phen. Diệp Huyên cười, chắc chắn rồi, ông ấy không chịu, ta cũng sẽ kéo đến. Sơn Khâu cười ha hả, được. Diệp Huyên từ biệt ông rồi đi vào vũ trụ, lấy ra vũ trụ nghi, chẳng mất bao lâu đã thấy được vị trí của thần đình vũ trụ. Đương lúc hắn chuẩn bị truyền tống, lại nghe tiểu tháp nói, tiểu chủ định tiêu diệt thần đình vũ trụ sao? Đúng vậy, hắn cười đáp. Tiểu tháp do dự, tiểu chủ không nghĩ làm như vậy có hơi lỗ mãng quá sao? Diệp Huyên vung tay, không hề. Ngươi nghĩ đi tiểu tháp, bây giờ còn ai có thể đánh chết ta nữa? Hắn ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ, ông đây là vô địch thế giới rồi, không diệt bọn chúng thì diệt ai? Thấy hắn chuẩn bị khởi động truyền tống trận, tiểu tháp lại vội nói, hay là cân nhắc thêm nữa đi tiểu chủ. Diệp Huyên bật cười, không cần. Diệp Huyên ta nói, kể từ nay về sau, thế gian không còn thần đình vũ trụ nữa. Sau đó hắn khởi động trận pháp, biến mất tại chỗ. Không lâu sau khi Diệp Huyên biến mất, không gian nơi hắn từng đặt chân bỗng nhiên vỡ ra, cô bé vô danh của thần đình vũ trụ xuất hiện. Nàng đến đây không phải bằng truyền tống trận, mà bằng cách xé rách từng tinh vực. Tóc mái nàng khá dài, rũ xuống che khuất nửa bên mặt. Trong tay phải nàng là một con người gỗ nhỏ. Tay trái lại cầm bùa truyền âm. Sau đó nàng chợt buông tay, để giọng nói mục tiểu đao vang lên từ trong lá bùa. Rõ ràng là những gì ả ta muốn gửi đến Diệp Huyên đã bị cô bé chặn lại. Gương mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, cô bé nhìn không gian trước mắt vỡ ra, nhưng dường như phát hiện ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên. Một khắc sau, nàng biến mất. Cô bé xuất hiện lại ở một nơi nào đó sâu thẳm trong vũ trụ. Trên đầu là tầng tầng những đám mây màu máu với ánh chớp lập lòe. Tai ách chi kiếp. Nàng ngước nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng, quanh người bỗng xuất hiện những sợi tơ màu đỏ thẫm. Mối nhân quả tai ách. Nếu Diệp Huyên có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ khiếp sợ vô cùng khi nhận ra trên đời này không chỉ có mình hắn có ách thể, mà cả cô bé này cũng có. Bỗng nhiên, một tia huyết lôi ngưng tụ lại trong tầng mây rồi bổ xuống, nhằm thẳng vào cô bé vô danh. Nàng xoay người biến mất, xuất hiện lại phía trên tầng mây máu. Huyết lôi lẫn tầng mây bên dưới bỗng chốc hóa thành vô số mảnh vỡ. Nó đã bị cô bé tiêu diệt trong nháy mắt. Đồng thời, mối dây nhân quả trên người nàng đồng loạt biến mất, cũng không thể bám lên nàng nữa. Cô bé ngẩng đầu, nhìn cái bóng mờ vừa xuất hiện phía trên. Hình chiếu của phép tắc tai ách. Nó nhìn cô bé cũng nhìn nó. Hai bên không ai nói gì, chỉ có sát ý hiện lên trong mắt cô bé. Một hồi sau, phép tắc tai ách mở dần đi, cô bé cũng xoay gót rời đi. Nàng cúi đầu nhìn người gỗ trong tay, một dòng nước trong suốt chảy ra từ mắt trái, xin, lỗi các nàng gạt ta. Ánh mắt nàng dần mơ hồ đi khi nhớ lại chuyện lúc trước. Tại một thôn trang nhỏ nọ, thi thể đầy đồng, máu tươi thành đống. Nơi cửa thôn là một bé gái trong chiếc váy đen rách dưới, cả người run lẩy bẩy, không ngừng phát ra tiếng nức nở. Bỗng nhiên,
có tiếng hô kinh ngạc vang lên, ách thể. Một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô bé. Đi cùng ông ta là một cô bé khác mặc váy trắng, trong tay cầm một người gỗ nhỏ. Ông ta ngắm nghía cô bé váy đen một hồi, khẽ nói, đúng là ách thể. Thấy nàng ngẩng lên nhìn mình, ông ta cười nói, đừng sợ. Nhưng cô bé lại run rẩy hỏi, ta hại chết họ, ta là người xấu đúng không? Người đàn ông lắc đầu, thể chất không quyết định một người là tốt hay xấu. Tuy họ vì ngươi mà bỏ mạng, nhưng ngươi lại không có ý định sát hại, vì vậy, việc này không phải lỗi của ngươi. Nếu có thì lỗi nằm ở kiếp trước của ngươi, cũng là lỗi của ta. Những quy tắc và trật tự mà ta lập nên còn rất nhiều thiếu sót và lỗ hổng, đến nỗi có một vài cường giả nhiều lần tìm kiếm lỗ hổng ấy để trùng sinh, đồng thời giữ lại ký ức kiếp trước. Ông ta vươn tay ra, về với ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Sau một hồi lâu nhìn ông ta, cô bé vươn tay ra, đặt vào tay đối phương. Người đàn ông mỉm cười, chúng ta đi thôi. Cô bé gật đầu. Cứ thế, người đàn ông dẫn hai cô bé cùng đi, được một hồi thì quay lại, khẽ thì thầm về phía thôn làng. Cái chết của các ngươi là tai bay vạ gió. Kiếp sau quá lâu, ta ban cho các ngươi được sống thêm một đời. Lời vừa ra, bầu trời trên thôn làng bỗng dưng rung động. Một khắc sau, vô số mảnh vụn linh hồn ngưng tụ lại thành hình dạng trên cao rồi nhập vào những thi thể bên dưới. Không bao lâu sau, từng người trong thôn đứng dậy. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, tiếp tục dắt hai cô bé đi xa. Cô bé váy trắng nghiêng đầu hỏi, chủ nhân, cho dù có sống, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ sống được thêm mấy chục năm mà thôi. Người đàn ông khẽ khàng xoa đầu cô bé. Cười nói, đạo nhất, người lớn nhất trong nhà, phải hiểu được điều này, cho dù chỉ sống được thêm một ngày thì cũng là quyền lợi của họ, chúng ta không nên tước đoạt nó. Đạo nhất chớp chớp mắt, nhưng giết chóc lại có ở rất nhiều nơi. Người đàn ông cười, cứ chậm rãi mà thay đổi. Đạo nhất do dự một hồi, nói, nhân tính và nhân tâm, rất khó thay đổi. Người đàn ông cười, từ từ sẽ đến. Đạo nhất khẽ gật đầu, vâng. Cô bé bên phải người đàn ông bỗng nhìn vào người gỗ trong tay đạo nhất, ta có thể mượn chơi một chút được không? Đạo nhất lập tức trừng mắt, không cho. Cô bé nghe vậy bèn ủ rũ cúi đầu, không dám nói gì nữa. Người đàn ông cười, lúc về ta sẽ đẽo cho ngươi một con. Cô bé nhìn lên, thật ạ. Ông ta vươn tay xoa đầu nàng thật. Khóe môi nàng khe khẽ cong lên. Ba người nhanh chóng biến mất. Trong vũ trụ, cô bé vô danh nhìn người gỗ trong tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một hồi lâu sau, nàng hướng ánh mắt về nơi xa, chỉ cần giết hắn, các nàng sẽ nói cho ta biết ngươi đã đi đâu. Nàng vung tay lên, khiến không chỉ không gian trước mặt mà không gian ở mấy vạn tinh vực khác đều nứt toạc. Cô bé bước vào, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Nơi nào đó trong vũ trụ tại tinh vực thần đình, một mảnh không gian bỗng nứt vỡ. Để một người thanh niên bước ra. Diệp Huyên. Hắn thu vũ trụ nghi vào, cảm thấy món đồ này thật sự là biến thái. Truyền tống từ ma vực đến đây mà chỉ mất chưa đến nửa canh giờ, còn nhanh hơn cả truyền tống trận của thần đình vũ trụ. Như nghĩ đến điều gì, hắn khẽ nói, xem ra có dịp phải về Thanh Thành một chuyến. Có thứ này trong tay rồi, đi về Thanh Thành chỉ là chuyện trong một khắc mà thôi. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, bỗng thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt, ngươi là ai? Hắn hỏi, muốn đến thần đình vũ trụ đi hướng nào? Đối phương cau mày, ngươi tìm thần đình vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, rồi như nghĩ đến điều gì mà hỏi, ngươi là người thần đình vũ trụ? Phải. Người đàn ông đáp, cau mày, ngươi là tên Diệp Huyên trên bảng truy nã. Ông ta lập tức muốn ra tay. Nhưng Diệp Huyên đã biến mất. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đầu của đối phương đã bay ra ngoài. Một cường giả thiên vị cảnh đỉnh cao vậy mà lại không đỡ được dù chỉ một kiếm. Quá yếu. Diệp Huyên thu kiếm, lắc đầu nói rồi tiêu sái đi về phương xa. Chưa được bao lâu, một lão già xuất hiện trước mặt hắn, nhưng chưa kịp mở miệng thì Diệp Huyên đã biến mất. Lại một tiếng xoẹt, lão ta bị kiếm đâm xuyên giữa trán. Đây là thần đình vũ trụ sao? Phía sau lão, Diệp Huyên lắc đầu rồi ngự kiếm biến mất nơi xa.
Từ nãy đến giờ hắn vẫn không dùng đến ngoại vật, nhưng cho dù không đụng đến bất kỳ thần vật nào, ngay cả thiên vị cảnh cũng không ngăn được kiếm của hắn. Nếu giao đấu như thường, ngay cả Mục Tiểu Đạo cũng không phải đối thủ của hắn. Không bao lâu sau, hắn nhìn thấy một hòn đảo với tòa cung điện khổng lồ tọa lạc trên đó. Thần đình vũ trụ. Diệp Huyên đang muốn đi đến thì thấy một bóng mờ xuất hiện trước mặt, nhưng hắn đã vung kiếm ra trước khi nó kịp mở miệng. Xoẹt một tiếng, bóng mờ bị chém vỡ tan. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nó, hôm nay ông đây đến để giết người, không phải để nói nhảm. Hắn nói xong thì ngự kiếm lao đi, nhanh chóng đến trước đại điện thần đình vũ trụ, sau đó rút kiếm chỉ thẳng vào. Ông đây chính là Diệp Huyên, thần đình vũ trụ các ngươi có ai dám đến chiến? Từng chữ như sấm vỗ vang rền vạn dặm tinh không. Một người đàn ông trung niên xuất hiện cách đó không xa thần quan. Gã mở miệng. Ta thật sự không ngờ ngươi lại đến đây, đúng là khiến ta kinh ngạc. Diệp Huyên bật cười, còn chưa kịp mở miệng thì thấy bốn phía lục tục xuất hiện một số cường giả bí ẩn, thấp nhất trong đó đều đã đến phàm cảnh. Sau lưng thần quan có hai tên khác, một cầm đao, một cầm kiếm hắc bạch thánh sứ. Bất tử lão nhân kia cũng có mặt. Đã vậy, vong linh thần quân còn xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên. Ma y và kiếm thất người từng bị người đàn ông áo xanh đánh vỡ nhục thân, nay đã khôi phục trở lại cũng đến. Ngay cả ngôn sư cấp bậc truyền thuyết như Ngôn Tiểu Tiểu cũng xuất hiện, đang nhìn Diệp Huyên với vẻ tò mò. Đứng trước cảnh này, Diệp Huyên thoáng ngây ra khi phát hiện phá phàm cảnh thôi đã có mười mấy người, còn lại thấp nhất đều đến thiên vị cảnh đỉnh cao. Ngay cả phàm cảnh cũng không ít. Mục Tiểu Đao bỗng hiện ra trước mắt hắn, người đến đây làm gì? Diệp Huyên do dự một hồi, nói tiêu diệt thần đình vũ trụ. À ta trợn mắt, cha và đại ca ngươi có đến không? Hắn lắc đầu. À ta lại hỏi, cô gái váy trắng. Vẫn lắc đầu. Mục Tiểu Đao, một mình ngươi. Hắn gật đầu. À ta giơ ngón cái, có bản lĩnh. Diệp Huyên thì thào, giờ ta đi còn kịp không? À ta chớp mắt xanh mẽnh, đoán xem. Giọng Tiểu Tháp vang lên, hay là đầu hàng đi tiểu chủ? Bên hệ Ngân Hà có câu đầu hàng không giết đó. Diệp Huyên. Diệp Huyên nghe bốn chữ đầu hàng không giết mà đen cả mặt. Bây giờ hắn mà đầu hàng khéo còn bị bên kia phanh thây xẻ xác. Mục Tiểu Đao bỗng lên tiếng, người đến một mình thật à? Đúng vậy, hắn gật đầu. Biết được tên này một thân một mình đến đây để tiêu diệt thần đình vũ trụ, sắc mặt những người khác trở nên kỳ quặc, cứ ngỡ rằng mình nghe lầm. Diệp Huyên hỏi, thần đình vũ trụ các ngươi nhiều người vậy sao? Mục Tiểu Đao lạnh tanh đáp, chỉ là một phần thôi, còn một số đang ẩn mình trong bóng tối. Hắn do dự rồi hỏi, ta nên làm gì bây giờ? Mục Tiểu Đao trợn mắt, ngươi đến đây để làm gì? Diệt thần đình vũ trụ. À ta cười, vậy để ta chống mắt lên xem ngươi diễn. Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao, ngươi không nhận được truyền âm của ta à? Diệp Huyên nghi ngờ hỏi lại, truyền âm gì? Mục Tiểu Đao ra chiều suy tư một hồi rồi lắc đầu cười khẽ, không có gì. Đã đến đây thì hãy dốc sức mà diễn đi. Thấy à ta chuẩn bị lui xuống, Diệp Huyên hỏi. Tiểu Đao, ta cho ngươi một thứ này, có muốn hay không? Không. Cô gái áo gai bước đến, lạnh lùng liếc hắn, ngươi còn chưa làm rõ được hay sao? Ngươi và chúng ta là tử địch, lại còn muốn đưa đồ làm gì? Định kêu gọi chúng ta đầu hàng. Diệp Huyên cười, chào Ma Y cô nương nhé. Nàng ta lạnh lùng trừng mắt, ta không phải người quen của ngươi, khỏi chào với hỏi. Hắn chỉ cười cười rồi lại nhìn Mục Tiểu Đao. À ta hỏi, là gì? Hắn đưa tay. Để một thanh phi đao xuất hiện. Hai mắt Mục Tiểu Đao lập tức sáng rỡ, thần vật truyền thuyết. Lại còn ở cấp hoàn mỹ nữa. Ma Y cũng nhìn phi đao, ra vẻ muốn nói lại thôi. Vật này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở thần đình vũ trụ, tên này làm sao mà lấy được nó. Diệp Huyên cười tâu toét, ta phải dùng mạng mới đổi về được đấy. Mục Tiểu Đao nhìn hắn, dùng mạng. Hắn gật đầu, nghiêm túc nói, thật. Vì lấy được nó mà suýt nữa ta đã chết đấy. Mục Tiểu Đao, nhưng ta vẫn luôn đuổi giết ngươi, ngươi đưa ta làm gì? Ma Y cướp lời trước khi Diệp Huyên kịp mở miệng,
đừng hòng dụ tiểu đao đầu hàng. Nàng sẽ không bao giờ theo ngươi. Hắn chỉ cười, đâu ra nhiều lý do như vậy, ta thích thì đưa thôi. Đoạn hắn quay sang thần quan và những người khác, thật không dám giấu giếm, Diệp Huyên ta hôm nay đến đây là để tiêu diệt thần đình vũ trụ các ngươi. Không ai nói gì. Thần quan lắc đầu, trò đùa này không vui. Diệp Huyên vung kiếm chỉ vào gã, nghe nói ngươi là người đứng thứ nhì nơi này, ta khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến thần quan ư? Những người còn lại lắc đầu. Thần quan từ vạn năm trước đã đạt đến phá phàm cảnh đỉnh cao chân thật, thậm chí còn có lời đồn gã đã vượt qua cảnh giới ấy. Còn Diệp Huyên, cho dù mạnh thì có thể đạt đến mức nào cơ chứ? Có thể nói hắn căn bản không có tư cách khiêu chiến thần quan. Vào lúc này, một người trong bộ trang phục đen đứng gần đó lên tiếng, ngươi không có tư cách ấy. Để ta chơi với ngươi. Diệp Huyên chỉ vung kiếm ra, thu kiếm về. Xoẹt một tiếng, đầu của tên kia đã bay ra ngoài, không mang theo một âm thanh nào, máu phun như suối. Trước việc hắn giết người trong chớp mắt này, những người khác ở thần đình vũ trụ biến sắc. Thần quan, phá phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy Diệp Huyên có lòng muốn giấu nhưng chiêu vừa rồi đã khiến người khác nhìn ra thực lực hắn sâu cạn đến đâu, không thể giấu được. Nếu trước kia hắn còn không đủ để họ đặt vào mắt, thì bây giờ đã không còn như vậy nữa. Cho dù là ở thần đình vũ trụ, cường giả phá phàm cảnh cũng đã quý hiếm như lông phượng sừng lân. Mục Tiểu Đao và Ma Y đều không nghĩ rằng hắn lại đạt đến phá phàm cảnh, vì vậy khiếp sợ vô cùng. Làm sao hắn có thể đột phá được? Như vậy là từ nay về sau mình không thể bắt nạt hắn được nữa sao? Mục Tiểu Đao ngơ ngẩn. Diệp Huyên cười, nếu thần quan ngươi cho rằng ta không có tư cách giao thủ trực tiếp với ngươi thì cũng được thôi. Mũi kiếm trong tay hắn chỉ về phía người cầm kiếm trong âm dương nhị xứ, chúng ta đấu với nhau, kiếm tu đấu kiếm tu. Mục Tiểu Đao biết hắn sở hữu thể chất đặc biệt, có thể miễn dịch với mọi loại kiếm, vì vậy biết ngay hắn đang giỡn trò, sắc mặt không khỏi trở nên kỳ lạ. Thần quan hiển nhiên cũng biết điều này, người có thể chất đặc thù. Nào ngờ dương sứ nói, ta chấp nhận lời khiêu chiến. Thần quan cau mày, dùng huyền khí truyền âm với một cái lắc đầu, tên này có thể chất đặc biệt, có thể miễn nhiễm với mọi loại kiếm và kiếm khí. Người đấu với hắn sẽ chịu thiệt thòi. Dương sứ chỉ điềm tĩnh nói, cứ phải thử xem. Y quay sang Diệp Huyên, rút kiếm đi. Diệp Huyên cũng không nhiều lời, lập tức dồn toàn lực thi triển sinh tử nhất kiếm. Dương sứ cũng rút kiếm ra vào đúng khoảnh khắc ấy. Không thấy kiếm khí, không thấy kiếm quang, càng không thấy kiếm ý. Chỉ là một kiếm đơn giản tột cùng mà thôi. Một bên như mãnh hổ vồ môi, một bên tĩnh lặng như trinh nữ. Hai phong cách kiếm đạo hoàn toàn bất đồng. Họ không lựa chọn lui lại mà trực tiếp lấy cứng đối cứng. Kiếm quang bùng nổ trong một tiếng huỳnh. Diệp Huyên trở lại vị trí, kiếm tu bên kia bất động, hiển nhiên là hắn đã rơi xuống thế hạ phong. Nhưng đây cũng là bình thường, bởi hắn chỉ vừa đạt đến phá phàm cảnh, còn đối phương thì đã làm được từ mấy vạn năm trước. Đẩy lui Diệp Huyên rồi, kiếm tu kia bỗng biến mất. Không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng vỡ ra, hắn chỉ bình tĩnh vung kiếm sang ngang đỡ lấy. Kiếm trong tay run lên bần bật, Diệp Huyên bị đẩy lùi đi trăm trượng, chưa kịp dừng lại thì một đường kiếm nữa đã bay đến. Đồng tử hắn rụt lại, một tia hốt hoảng hiện lên trên mặt. Nhưng khi những người khác cho rằng hắn sẽ đỡ đòn, Diệp Huyên lại không làm gì cả, cứ để kiếm tu kia thọc kiếm xuyên ngực mình. Hắn bay véo ra ngoài. Kiếm tu kia trở lại vị trí, nhưng cánh tay phải của y đã không còn. Những cường giả thần đình vũ trụ biến sắc khi nhận ra Diệp Huyên chẳng hề hấn gì cả, ngược lại còn hấp thụ cả kiếm của đối thủ. Thể chất gì thế này? Sắc mặt bọn họ trở nên quái dị vô cùng. Diệp Huyên hít vào một hơi thật sâu. Kiếm tu càng mạnh, hấp thụ kiếm của người ấy càng sảng khoái. Ban nãy thật là đã quá đi. Nhưng tất nhiên vẫn chưa bằng cha rồi. Không thì sướng chết đi được ấy chứ. Kiếm tu, thể chất rất đặc biệt. Diệp Huyên cười hỏi, nữa không? Ta không phải đối thủ của ngươi. Y lắc đầu rồi lùi sang một bên. Lúc này, cô gái cầm đao âm sứ bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Huyên.
ả ta không nói điều dư thừa, giơ tay vung đao. Đao nhanh như chớp, thế như sấm cuộn. Diệp Huyên còn chưa kịp nhìn rõ thì đao quang đã vù vù lao tới, nhưng hắn nhanh chóng giơ kiếm lên cản. Uỳnh! Hắn lùi lại hơn trăm trượng, còn chưa dừng lại thì đã thấy một thanh đao giáng xuống từ trên cao. Lần này hắn không tránh nữa mà đâm kiếm ra, dùng mạng đổi mạng. Nhưng cô gái kia không làm vậy, lại lật nghiêng lưỡi đao quét qua. Ầm! Chém bay Diệp Huyên rồi, ả ta thuận thế bổ tiếp một đao vào mặt hắn. Đao của ả quá mạnh, nếu cứ phòng thủ thì sẽ vĩnh viễn ở thế bị động, vì vậy Diệp Huyên không đỡ đòn. Nhưng hắn cũng không dùng ngoại vật mà bỗng nhiên thả tay ra vào khoảnh khắc đối phương giơ đao chém xuống, để thanh kiếm bay về phía gáy ả ta với một góc độ quỷ quyệt. Tâm kiếm và thuấn sát nhất kiếm, mang theo tốc độ không thua kém gì đao của ả ta. Nếu cô gái lựa chọn chém xuống, đao của ả ta có thể chạm đến Diệp Huyên, nhưng bản thân ả cũng sẽ trúng kiếm. Ả ta biết thân xác của hắn cứng rắn đến cỡ nào, biết hắn có thể ăn trọn một đao của mình, nhưng mình thì khó mà chịu được một kiếm của hắn, vì vậy quyết định không chơi trò lấy mạng đổi mạng cùng hắn, ngược lại thu đao về đỡ. Phi kiếm của Diệp Huyên bị gạt phăng đi, một khắc sau đã về lại tay hắn. Khi hắn chuẩn bị rút kiếm, đối thủ lại nhấc chân bước lên, hai tay cầm đao bổ xuống, phá thiên. Đao ra, trời rách. Đứng trước đường đao kinh khủng nhường này, Diệp Huyên vẫn không lùi bước mà vung kiếm chém tới. Thế như hồng thủy, đất trời khó gánh. Đây chính là kiếm thế mà hắn đã lĩnh ngộ khi đối mặt với thần quan trước đó. Kiếm vừa ra, không màng sinh tử. Uỳnh! Không gian giữa hai người họ nổ văng tung tóe, hai bên đồng thời lùi lại. Mục tiểu đao thì thầm, khôi phục. Không gian lập tức trở lại bình thường. Sau đó lại có vô số kiếm quang và đao quang xuất hiện, lần nữa chia cắt không gian vừa hồi phục. Hai người nhanh chóng tách ra. Diệp Huyên dừng lại, lập tức gọi ra tâm kiếm. Đối thủ của hắn cầm đao chỉ nghiêng xuống dưới, lạnh lùng nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn chiến ý. Đương lúc Diệp Huyên chuẩn bị ra tay, lại nghe thần quan mở miệng, được rồi. Hắn nhìn sang, nghe gã nói, giai đoạn đấu đơn kết thúc, bây giờ bắt đầu quần ẩu. Gã vung tay, gọi mười mấy bóng mờ lao về phía Diệp Huyên. Hắn xa sầm mặt, các người muốn quần ẩu. Đúng là vô liêm sỉ. Thần quan lạnh nhạt, người có thể gọi thêm người. Diệp Huyên im lặng, ông đây biết gọi ai bây giờ. Bỗng nhiên có giọng nói từ nơi xa truyền tới, nghe nói các người muốn quần ẩu. Tiếng nói vừa dứt, một cô gái chậm rãi bay tới từ phía xa. Mọi người nhìn về phía cô gái mặc chiến giáp, tay cầm một thanh đại đao. Nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên hơi ngơ ngác, vì hắn không quen người phụ nữ này. Đây là ai? Cô gái đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, cười nói, đến một mình sao? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười to, giơ ngón cái lên, không hổ là người của Dương tộc ta, can đảm đấy. Diệp Huyên chớp mắt, Dương tộc. Cô gái gật đầu, sau đó, nàng ta mở lòng bàn tay ra. Một luồng huyết mạch chi lực xuất hiện. Phong ma chi lực. Diệp Huyên hơi khiếp sợ, vì hắn phát hiện người phụ nữ này cũng có phong ma chi lực, nhưng hơi khác phong ma chi lực của hắn. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, cô là. Cô gái chớp mắt, ngươi nên gọi ta là tiên tổ. Tiên tổ. Diệp Huyên. Cô gái cười ha ha, bây giờ đã tin rồi chứ. Diệp Huyên hơi do dự. Sau đó nói, người đến để giúp ta đánh nhau ư. Cô gái giơ đao trong tay lên, cười nói, người đoán xem. Diệp Huyên lập tức cung kính hành lễ, bái kiến tiên tổ. Mọi người. Cô gái cũng hơi sửng sốt, nhưng một khắc sau, nàng ta đột nhiên cười to. Ninh cô nương nói đúng, tiểu tử này thật sự dễ nói chuyện hơn phụ thân của hắn. Muốn tiểu tử này nhận tổ quy tông là chuyện hoàn toàn có triển vọng. Nghĩ vậy, tâm trạng của cô gái rất tốt, nàng ta xoay người nhìn về phía đám người thần quan, nở nụ cười, tiểu tử, ngươi tự lo cho mình đi. Dứt lời, nàng ta bước một bước dài về phía trước, chém đao về phía thần quan. Một đao chém ra, tinh không biến sắc. Nét mặt của thần quan cũng lập tức trở nên nặng nề, gã không dám sơ suất, lập tức tránh về phía sau, lùi xa mấy trăm trượng,
nhưng chiêu đao kia cũng không đánh vào không khí mà vẫn nhắm thẳng vào đầu gã. Chiêu đao xuyên qua không gian, muốn tránh cũng không tránh được. Thần quan siết chặt tay phải, thiên địa phù hộ. Một lá chắn hư ảo xuất hiện trên đầu gã. Oanh! Đao chém xuống, lá chắn hư ảo lập tức nứt ra, thần quan lùi lại mấy trăm trượng, mà không gian trước mặt gã và cô gái đã trở thành hư vô. Dưới một đao, vạn vật biến mất. Thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả mọi người xung quanh đều trở nên nặng nề. Một đao chém lui thần quan, thực lực này thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên cũng hơi ngạc nhiên, thực lực của tiên tổ đột nhiên xuất hiện này cũng đáng sợ đấy. E rằng cái này cũng đạt đến phá phàm cảnh đỉnh cao rồi. Thần quan lạnh lùng nhìn cô gái, gã mở lòng bàn tay, sau đó siết chặt lại, một uy thế vô hình chợt bao phủ lấy cô gái, còn cô gái lại chém một phát về phía trước. Một đao phá vạn pháp. Vào khoảnh khắc vung đao xong, nàng ta cũng lao lên. Thế như trẻ tre. Uy thế trước mặt thần quan lập tức bị chém vỡ, cùng lúc đó, cô gái xuất hiện trước mặt thần quan, lại chém một đao xuống. Thần quan híp mắt lại, trong mắt gã có hàn mang lóe lên, khi đại đao chém xuống, gã cũng đánh ra một quyền. Ầm. Đao quang không bị đánh vỡ, nhưng không gian đã biến thành vô số mảnh vụn, thần quan lại lùi về một lần nữa, cô gái xông tới, tiếp tục chém thêm một đao. Chiêu đao khí thế như sấm. Tinh không không thể chịu đựng được, vào khoảnh khắc đao chém xuống, tinh không xung quanh bắt đầu nứt ra. Nét mặt thần quan vô cùng bình tĩnh, khi đao chém xuống, thân thể gã chợt trở nên hư ảo, vô số tàn ảnh xông về phía cô gái. Ầm ầm. Những tiếng nổ không ngừng vang vọng trong không gian, đao quang của người phụ nữ ngày càng mờ đi, mà tàn ảnh của thần quan thì càng ngày càng nhiều. Oanh. Lại một tiếng nổ vang lên, đao quang vỡ vụng. Cô gái lùi lại cả trăm trượng. Còn thần quan thì lại xuất hiện trước mặt mọi người. Cô gái nhìn thần quan, hơi nhếch môi, nàng ta đột nhiên nói, tiểu tử, bảo vệ tốt bản thân. Dứt lời, huyết dịch cả người nàng ta đột nhiên sôi trào, dần dần, đôi mắt nàng ta cũng trở nên đỏ thẫm. Huyết mạch chi lực. Rõ ràng là nàng ta nghiêm túc rồi. Vào khoảnh khắc huyết mạch chi lực được kích hoạt, khí thế của cô gái cũng dâng cao. Thấy cảnh này, trong mắt thần quan lộ vẻ nặng nề. Gã phát hiện sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, người phụ nữ này trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc này, cô gái đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, một tia đao mang màu máu lóe lên. Xoẹt! Không gian bị chém rách. Thần quan đột nhiên cất lời, giết chết Diệp Huyên. Sau đó, gã cũng biến mất trong không gian. Không gian nhanh chóng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ tinh không đều run rẩy. Giết chết Diệp Huyên. Mọi người xung quanh nhìn về phía Diệp Huyên, bất tử lão nhân đột nhiên nói, để ta đọ sức với ngươi. Nói xong, ông ta lập tức muốn ra tay, mà lúc này, giọng nói của thần quan lại vang lên, tên này dám một thân một mình đến thần đình của ta chắc chắn là có bài tẩy, đừng đấu tay đôi với hắn, mọi người cùng xông lên đi. Cùng xông lên. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên khó coi. Bất tử lão nhân đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, Diệp Huyên cũng chém một kiếm ra. Oanh! Một tàn ảnh liên tục lùi về sau. Chính là Diệp Huyên. Một lần lùi xa cả nghìn trượng. Bất tử lão nhân nhìn Diệp Huyên, lạnh nhạt nói, mới vừa bước vào phá phàm, chỉ là một con kiến mà thôi. Dứt lời. Ông ta lại muốn ra tay, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Huyên, vậy sao? Nghe thấy tiếng nói này, Diệp Huyên mừng rỡ trong lòng, hắn xoay người, nhìn thấy một cô gái đứng sau lưng mình. Đồ! Vẫn là đồ với bộ đồ trắng đó. Đồ nhìn bất tử lão nhân, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ lạnh lùng trong mắt nàng ấy chợt trở thành nét dịu dàng, phá phàm. Diệp Huyên gật đầu, phải. Đồ khẽ mỉm cười, lát nữa nói chuyện sau. Dứt lời, nàng ấy xoay người đi về phía bất tử lão nhân, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng, hắn là kiến. Vậy ông là gì? Dứt lời, nàng ấy biến thành một tia kiếm quang biến mất. Sắc mặt bất tử lão nhân hơi thay đổi, ông ta đánh ra một quyền. Ầm. Kiếm quang không bị đánh vỡ, bất tử lão nhân lùi lại cả nghìn trượng.
Thấy cảnh này, sắc mặt của tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi. Âm sứ ở phía xa nhìn chằm chằm đồ, trong mắt đầy vẻ khó tin, bán bộ diệt phàm. Trên phá phàm chính là diệt phàm. Người phụ nữ trước mắt không phải gần đến diệt phàm, mà đã là bán bộ diệt phàm. Diệp Huyên cũng hơi khiếp sợ, hắn không ngờ đồ đã đạt đến phá phàm, hơn nữa hình như còn hơn cả phá phàm. Không ngờ đồ cũng đột phá rồi. Đương nhiên đây là chuyện tốt với hắn. Bất tử lão nhân ở phía xa nhìn xuống tay phải của mình, bên tay phải của ông ta có một vết kiếm rất sâu. Bất tử lão nhân nhìn về phía đồ với ánh mắt nặng nề. Kiếm tu bán bộ diệt phàm. Lúc này, đồ đột nhiên chỉ về phía bất tử lão nhân, chém. Nàng ấy vừa dứt lời, không gian xung quanh bất tử lão nhân đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí, những kiếm khí này đều chém thẳng về phía ông lão. Trong mắt bất tử lão nhân lóe lên lệ khí, ông ta tiến lên, đánh tới một quyền, thật ra không phải một quyền, mà là vô số quyền, gần như trong nháy mắt, trên đầu bất tử lão nhân đã có vô số quyền ấn bao phủ. Nhưng những quyền ấn hoàn toàn không thể ngăn cản được kiếm khí, từng quyền ấn không ngừng bị chém vỡ, bất tử lão nhân cũng bị kiếm khí chém đến mức liên tục lùi về sau. Mà những kiếm khí đó chẳng những không ít đi mà còn ngày càng nhiều. Thấy cảnh này, cường giả của thần đình vũ trụ xung quanh đều nhíu mày. Kiếm tu này quá mạnh mẽ. Lúc này, đồ đột nhiên biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Bất tử lão nhân ở phía xa đột nhiên híp mắt. Ông ta giơ ngang hai cánh tay về phía trước. Ầm. Một vùng kiếm quang bắn ra, bất tử lão nhân lùi về tới vạn trượng, ông ta dừng lại, trên người có máu tươi bắn tung tóe. Vết kiếm khắp nơi. Ở xa, sau khi dừng lại, đồ chắp ngón tay chỉ về phía trước, vô số kiếm khí thoáng chốc trở lại xung quanh nàng ấy. Bất tử lão nhân nhìn chằm chằm đồ, ông ta mở tay phải, một luồng khí màu đen đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay ông ta. Sau đó, luồng khí màu đen nhanh chóng bao phủ cả người ông ta bị khí đen bao phủ, không thể nhìn thấy bản thể. Không ai biết đây là thứ gì. Người của thần đình vũ trụ cũng không biết. Lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, trong nháy mắt, vô số luồng khí màu đen bay về phía đồ. Nét mặt đồ không chút cảm xúc, nàng ấy biến thành kiếm quang bắn ra. Vụt. Luồng khí màu đen phía xa lập tức bị đánh tan, nhưng một khắc sau, những luồng khí màu đen lại hội tụ một lần nữa. Đồ cứ thế bị bao phủ. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên hơi thay đổi, đang định ra tay thì lúc này, một thần thức đột nhiên bao trùm lấy hắn. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, chính là cô gái cầm đao giao thủ với hắn trước đó, lúc này, ả ta đang nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Tốc độ của chiêu kiếm này rất nhanh, phải nói là không bình thường. Vì Diệp Huyên đã sử dụng một thần vật trong đó, dày xuyên thời không. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, sắc mặt của cô gái cầm đao cũng thoáng chốc thay đổi, ả ta còn chưa kịp phản ứng đã có một thanh kiếm xuyên thủng giữa chân mày ả ta. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, sắc mặt các cao thủ đang có mặt đều thay đổi. Một kiếm giết người trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều sững sờ. Phải biết rằng đây là thánh sứ đó. Còn là cường giả phá phàm cảnh nữa. Nhưng ả ta lại bị Diệp Huyên giết chết trong nháy mắt chỉ với một kiếm. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu nhìn đôi giày dưới chân Diệp Huyên, thần vật cấp truyền thuyết hoàn mỹ. Thần vật cấp truyền thuyết hoàn mỹ. Nghe thấy lời của Ngôn Tiểu Tiểu, mọi người đều nhìn về phía giày của Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Nếu chỉ là phá phàm cảnh thì cũng không đáng sợ, chỉ là thần vật cấp truyền thuyết hoàn mỹ cũng không đáng sợ, nhưng nếu kết hợp lại với nhau thì không phải đáng sợ bình thường nữa. Món thần vật này đủ để Diệp Huyên vô địch khi chiến đấu cùng cảnh giới. Mà bây giờ Diệp Huyên là cảnh giới gì? Là phá phàm cảnh. Hắn vô địch trong cảnh giới của mình, vậy còn đấu cái gì nữa? Sau khi chém chết cô gái kia bằng một kiếm, Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông cầm kiếm. Gã ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Gã ta hoàn toàn không thể đấu với Diệp Huyên. Chưa nói đến đôi giày này, chỉ thể chất đặc biệt của Diệp Huyên cũng đủ khiến gã ta tuyệt vọng rồi. Diệp Huyên nhìn mọi người xung quanh, lắc đầu, nhìn một vòng thần đình, không ai có thể đánh nhau cả.
Sau đó, hắn nhìn kiếm trong tay, lại lắc đầu một lần nữa, khẽ thở dài, vô địch thật đau khổ. Ta đau khổ quá đi mất. Mọi người. Vô địch. Sắc mặt cường giả của thần đình vũ trụ đang có mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tên này thật sự không biết xấu hổ à? Vô địch. Thế mà hắn cũng dám nói. Cách đó không xa, cô gái áo gai lập tức muốn ra tay, nhưng lại bị tiểu đao ngăn cản. Mục tiểu đao lắc đầu, hai chúng ta không phải đối thủ của hắn nữa, trừ khi sử dụng lực lượng pháp tắc thôi. Nói xong câu này, tâm trạng của ả ta cũng vô cùng phức tạp. Cách đây không lâu, Diệp Huyên còn chưa phải là đối thủ của ả ta, nhưng bây giờ, thực lực của Diệp Huyên đã vượt xa ả ta. Cho dù không có những thần vật kia, Diệp Huyên cũng mạnh hơn ả ta. Diệp Huyên bây giờ là phá phàm cảnh. Phá phàm đó. Tâm trạng của mục tiểu đao rất phức tạp, sao tên này cứ thế đạt tới phá phàm rồi? Chẳng lẽ người không biết xấu hổ cũng dễ đột phá? Cô gái áo gai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn quá kiêu ngạo. Mục tiểu đao nhìn về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, bây giờ hắn có vốn để kiêu ngạo. Cảnh giới của Diệp Huyên bây giờ là phá phàm, cộng thêm đôi giày trên chân hắn, hắn gần như là tồn tại vô địch với những người cùng cấp bậc. Đôi giày kia chẳng khác nào là một vật gian lận cả. Lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ phía xa. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, chỉ thấy một bóng người liên tục lùi lại, chính là bất tử lão nhân đang giao thủ với đồ. Lúc này, ông ta chỉ còn lại một cánh tay trái, trên người chằng chịt vết kiếm, giống như vừa mới bị lăng trì. Xung quanh đồ có kiếm khí đan xen, nàng ấy không có vấn đề gì cả. Bất tử lão nhân bị đánh bại rồi. Sắc mặt của vô số cường giả thần đình vũ trụ vô cùng u ám, không ngờ bất tử lão nhân lại thua kiếm tu này. Mục tiểu đao nhìn đồ, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, sao người phụ nữ này cũng trở nên mạnh thế. Cả nhà này tu luyện kiểu gì vậy? Phía xa, đồ lạnh lùng nhìn bất tử lão nhân, làm màu. Dứt lời, những kiếm khí xung quanh nàng ấy đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, bản thân nàng ấy cũng biến thành kiếm quang. Thấy cảnh này, bất tử lão nhân trợn mắt, lúc này, những kiếm khí của đồ chợt chậm lại. Vô số phù văn kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt ông lão, những phù văn này hợp lại thành một lá chắn phù văn khổng lồ. Kiếm đến. Lá chắn phù văn rung động dữ dội, sau đó trở nên hư ảo. Nhưng nó đã chống lại những kiếm khí và một đòn tấn công vô cùng mạnh của đồ. Đồ quay đầu nhìn Ngôn Tiểu Tiểu ở bên phải, người vừa ra tay khi nãy chính là Ngôn Tiểu Tiểu, ngôn sư mạnh nhất của thần đình vũ trụ. Nếu Ngôn Tiểu Tiểu không ra tay, rất có thể khi nãy bất tử lão nhân đã bị chém chết. Năng lực giết người của kiếm tu có thể nói là mạnh nhất trong tất cả võ giả. Đồ nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, giơ tay chém tới một kiếm, một tia kiếm quang bay ra, nhưng kiếm quang vừa bay tới trước mặt Ngôn Tiểu Tiểu đã bị một lá chắn phủ văn trước mặt nàng ta chặn lại. Đồ xách kiếm đi về phía Ngôn Tiểu Tiểu, nàng ta nhìn đồ, nét mặt rất bình tĩnh. Lúc này, giọng nói của thần quan lại vang lên, giết chết Diệp Huyên kia trước đã. Giết chết Diệp Huyên kia trước. Nghe vậy, Diệp Huyên ở phía xa nổi giận, động một tí là bảo giết lão tử trước, lão tử đào mộ tổ tiên nhà ông lên sao. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang rồi biết mất. Diệp Huyên sử dụng giày xuyên thời không, nên lúc này, rất nhiều người xung quanh hoàn toàn không cảm nhận được hắn. Vì tốc độ thật sự quá nhanh. Mà thần quan đang giao thủ với Dương Bất Tử ở phía xa đột nhiên thay đổi sắc mặt, gã xoay người đấm tới một cú, trong nắm đấm mang theo một chữ pháp kỳ lạ. Oanh! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên bị đánh bay xa vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên hơi ngơ ngác, lực lượng khi nãy là gì vậy? Lúc này thân thể của hắn lại nứt ra, ngũ tạng trong cơ thể như muốn nổ tung, vô cùng khó chịu. Trước cú đấm này, thân thể mạnh mẽ của hắn cứ thế bị đánh nứt. Đương nhiên hắn vẫn chưa sử dụng giáp chiến thần. Hắn muốn đợi đến thời điểm mấu chốt mới sử dụng. Lúc này, giọng nói của mục tiểu đao vang lên trong đầu hắn, bên trong chân ngôn pháp tắc ẩn chứa lực lượng pháp tắc rất mạnh, người không chống lại nó được đâu. Diệp Huyên nhìn thoáng qua mục tiểu đao lại nhìn sang hướng khác, giống như khi nãy không phải ả ta nói chuyện vậy. Chân ngôn pháp tắc. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt,
nhìn thân thể rạn nứt của mình, thầm nói, xem ra có thời gian phải bảo phụ thân để lại cho mình chân ngôn gì đó mới được. Lúc này, cơ thể của hắn đã bình thường trở lại, hắn nhìn về phía đồ, đồ đột nhiên biến mất, Ngôn Tiểu Tiểu hơi nhíu mày, nàng ta mở miệng, không biết đang nói gì, không gian xung quanh nàng ta đột nhiên nứt ra, nơi đây bỗng chốc như biến thành tấm gương khổng lồ, bên trong có vô số Ngôn Tiểu Tiểu và đồ, trông vô cùng kỳ quái. Thấy cảnh này, nét mặt Diệp Huyên cũng trở nên nặng nề, người tên Ngôn Tiểu Tiểu này cũng có chút thủ đoạn đấy. Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đao lại vang lên trong đầu hắn, đây là không gian vạn tượng, thuật pháp vô cùng mạnh, kiếm tu bị kẹt trong đó trong một khoảng thời gian sẽ không thể thoát ra. Bây giờ ngươi nên nghĩ cách làm sao để bảo vệ mạng mình đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cũng dùng huyền khí truyền âm, trong thần đình ai đáng sợ nhất. Mục Tiểu Đao đáp, một cô bé sát thủ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cô bé sát thủ. Mục Tiểu Đao nói, năng lực ám sát của người này có 102. Ngươi nên cẩn thận. Sát thủ. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó lại hỏi, ở nơi này sao? Mục Tiểu Đao đáp, trước đó đã đi tìm ngươi, bây giờ thì không biết. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó lại hỏi, đáng sợ đến mức nào? Mục Tiểu Đao trầm giọng nói, có thể dễ dàng giết chết cường giả diệt phàm cảnh trong nháy mắt. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt, thế thì đánh nhau cái mẹ gì nữa? Dễ dàng giết chết cường giả diệt phàm cảnh trong nháy mắt. Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hắn vội thầm nói, Tiểu Tháp, có nguy hiểm nhất định phải báo với ta, biết không? Hắn biết dù Tiểu Tháp cà lơ phất phơ, nhưng năng lực báo trước của nó vẫn rất ổn. Tiểu Tháp cười hì hì, yên tâm đi, có ta ở đây, chỉ cần bất cứ một cường giả nào có uy hiếp chí mạng với người xuất hiện trong phạm vi 100 mét, ta sẽ biết ngay. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, 100 mét là thế nào? Tiểu Tháp nói, là cách nói bên hệ ngân hà kia, khoảng 100 mét, thật ra ta cũng không rõ. Diệp Huyên đen mặt, người không biết mà còn nói với ta sẽ báo động trước trong phạm vi 100 mét, người đang đùa ta à? Hắn cảm thấy Tiểu Tháp này chẳng những là một tên lưu manh mà còn là một kẻ chuyên hãm hại nữa. Lúc này, mười mấy bóng đen đột nhiên bay ra từ không gian xung quanh Diệp Huyên, một khắc sau, mười mấy tia hàn mang di chuyển về phía hắn. Đây đều là cường giả trong bóng tối của thần đình vũ trụ, rõ ràng là nhận được lệnh của thần quan, muốn giết chết hắn. Diệp Huyên cười khẩy, khẽ động tâm niệm, dày xuyên thời không lập tức khởi động, biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại trở về chỗ cũ, mà xung quanh hắn xuất hiện thêm mười mấy thi thể và đầu rơi máu chảy đầm đìa. Giết chết trong nháy mắt. Với tốc độ và thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là những cường giả bình thường này, dù là cường giả phá phàm cảnh cũng khó uy hiếp đến hắn, trừ khi đạt tới cấp bậc như đồ và thần quan thôi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn không gian kỳ lạ phía xa, hắn đang định ra tay giúp đồ phá hoại không gian đó. Thì không gian trước mặt hắn chợt vặn vẹo, một thanh trường thương xuyên qua không gian xuất hiện. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, giơ kiếm chém xuống một phát, kiếm quang tung hoành. Ầm. Không gian vặn vẹo kia cứ thế vỡ tan, Diệp Huyên lùi lại mấy trăm trượng, hắn vừa mới dừng lại, trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông áo trắng, người đàn ông vung thương về phía hắn, nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, xuất hiện ở sau lưng người đàn ông. Hắn vừa định ra kiếm thì một lực lượng kỳ lạ bao trùm lấy hắn, tốc độ của hắn cũng trở nên chậm hơn. Lúc này, người đàn ông áo trắng xoay thương, thương đâm thẳng lên mũi kiếm của Diệp Huyên. Oanh! Diệp Huyên lại bị đánh lui một lần nữa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên không ra tay nữa, hắn nhìn về phía người đàn ông với ánh mắt ngạc nhiên, lực lượng thần bí vừa trấn áp hắn khi nãy là vực. Thương vực! Người đàn ông áo trắng cầm thương đứng tại chỗ, gã cứ nhìn Diệp Huyên như thế, nét mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động. Diệp Huyên vừa muốn ra tay thì một người đàn ông lại xuất hiện sau lưng hắn, người đàn ông có mái tóc xõa dài, trong tay phải cầm một cây quạt xếp, ăn mặc hơi lòe loẹt, nhìn thoáng qua còn tưởng rằng là nữ. Hai người đều là phá phàm cảnh. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chết tiệt, thần đình vũ trụ này có nhiều cường giả phá phàm cảnh thế à? Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đao lại vang lên, cẩn thận với kiếm thất, có thể nàng ta sẽ sử dụng lực lượng pháp tắc đánh ngươi, lực lượng pháp tắc vũ trụ kia đáng sợ hơn cường giả phá phàm cảnh rất nhiều.
Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía kiếm thất, đúng như dự đoán, nàng ta xuất hiện bên phải của hắn, đối phương vẫn luôn quan sát hắn, rõ ràng là muốn ra tay với hắn. Nhưng vẫn có người nữa. Không gian trên đầu hắn hơi rung động, sau đó, một người đàn ông xuất hiện, trong tay phải người đàn ông có một thanh trường kích. Lại là phá phàm cảnh. Diệp Huyên im lặng, hắn biết mình hơi đánh giá thấp thần đình vũ trụ rồi. Thật ra không chỉ có Diệp Huyên mà Mục Tiểu Đao và cô gái áo gai cũng hơi kiếp sợ, vì bọn họ cũng không nhận ra ba cường giả phá phàm cảnh vừa mới xuất hiện này. Lúc này, cô gái áo gai trầm giọng nói, có lẽ là trở về từ hư vô giới ngoại vực. Mục Tiểu Đao gật đầu, chắc thế, nhưng ngay cả ta cũng hơi không nhìn thấu thần đình này rồi. Cô gái áo gai cũng gật đầu. Nói một cách nghiêm chỉnh, nàng ta và Mục Tiểu Đao cũng chưa xem như người của thần đình, vì hai người chỉ phụ trách pháp tắc vũ trụ thôi. Vì thế, bọn họ cũng không hiểu rõ thực lực chân chính trong nội bộ thần đình lắm. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, cô gái áo gai đột nhiên kéo tay ả ta, Tiểu Đao, đừng làm loạn. Nếu không cô sẽ không thể quay đầu đấy. Mục Tiểu Đao không nói gì. Trong mắt cô gái áo gai tràn đầy lo lắng, như nghĩ đến điều gì, ả ta quay đầu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đều tại tên khốn này, đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì. Lúc này, người đàn ông áo trắng cầm thương đột nhiên biến mất, một khắc sau, trước mặt Diệp Huyên có hàn mang xuất hiện. Mà vào lúc người đàn ông áo trắng ra tay, hai người còn lại cũng đồng loạt ra tay. Ba loại vực bao phủ lấy Diệp Huyên. Rõ ràng là muốn chấn áp giày xuyên thời không của Diệp Huyên. Đây cũng là chuyện bình thường, dẫu sao đôi giày đó của Diệp Huyên cũng thật sự quá đáng sợ, nếu không có vực chấn áp, dù là ba người cũng không thể ngăn được tốc độ đó. Khi bị ba loại vực chấn áp, trên mặt Diệp Huyên chợt lộ vẻ hoảng hốt, mà sự hoảng hốt này vừa khéo bị ba người nhìn thấy, ba người họ càng tự tin hơn, mà lúc bọn họ lao về phía Diệp Huyên hơi nhếch môi, một khắc sau. Xung quanh hắn chợt xuất hiện 10 Diệp Huyên. Phân thân. Vào khoảnh khắc 10 phân thân này xuất hiện, sắc mặt ba người thoáng chốc thay đổi, ba người muốn rút lui, nhưng đã không kịp nữa rồi, hai phân thân trong đó lập tức ngăn lại người đàn ông cầm trường thương và người đàn ông cầm trường kích, còn bản thể của Diệp Huyên và 8 phân thân còn lại đồng thời rút kiếm chém về phía người đàn ông cầm quạt. Thấy 9 thanh kiếm chém tới, người đàn ông híp mắt, lúc này gã ta hoàn toàn không thể rút lui. Chỉ có thể tiếp chiêu, gã ta mở quạt, một tia sáng trắng bắn ra, nhưng một khắc sau, tia sáng trắng đã bị chém vỡ, sau đó, 9 tia kiếm quang xuyên thủng qua người gã ta. Xoẹt! Người đàn ông cứ thế bị phân thây thành vô số mảnh. Thấy cảnh này, hai người đàn ông áo trắng lập tức lùi lại, cách xa Diệp Huyên. Nhìn 11 Diệp Huyên ở phía xa, sắc mặt ba người vô cùng nặng nề. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại. 10 phân thân đứng ở bên cạnh hắn, lúc này, hắn cảm thấy phá phàm cảnh đều là những con kiến. Diệp Huyên như phát hiện ra điều gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại điện bên phải, nơi đó có một pho tượng khổng lồ, pho tượng là một người đàn ông nhìn về phía trước, nét mặt hiền lạnh. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước pho tượng, nhìn pho tượng kia, hắn chợt có một cảm giác quen thuộc. Hơi khó tin. Vì hắn có thể chắc chắn mình chưa từng gặp người đàn ông này. Hắn rời mắt xuống, bên dưới pho tượng kia chỉ có 2 chữ, Diệp Thần. Diệp Thần. Diệp Huyên chớp mắt, một khắc sau, hắn chợt nổi giận, sao lại tên Diệp Thần? Ông đây mới là Diệp Thần. Dứt lời, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Vụt. Pho tượng kia lập tức bị chém đổ. Thấy cảnh này. Sắc mặt Mục Tiểu Đao thoáng chốc trở nên tái nhợt, đồ ngốc này, người đi chém pho tượng đó làm gì? Cô gái áo gai lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, hắn toi đời rồi. Lúc này Diệp Huyên chợt phát hiện, hình như tình huống không đúng lắm. Vì xung quanh có rất nhiều cường giả của thần đình vũ trụ đang nhìn hắn. Mà ánh mắt của những cường giả kia đều mang vẻ thương hại. Lúc này, nhiệt độ xung quanh chợt lạnh xuống. Ngôn Tiểu Tiểu đang giao thủ với đồ ở phía xa như cảm nhận được điều gì, chợt quay đầu hét to, trốn. Dương Bất Tử cũng quay đầu, Tiểu Tử, mau chạy đi. Sau đó, giọng nói của Mục Tiểu Đao cũng vang lên, đồ chết tiệt, mau gọi phụ thân của ngươi ra. Mau lên. Diệp Huyên hơi khó hiểu,
hắn đang định chạy trốn. Lúc này, tiểu tháp chợt cất lời, tiểu chủ đừng sợ, không gặp nguy hiểm gì đâu, nếu có nguy hiểm là ta đã biết rồi, người cứ bình tĩnh, có ta. Nó còn chưa nói hết, một con dao găm đột nhiên xuyên qua trước ngực Diệp Huyên. Phụt! Một dòng máu tươi bắn ra, người Diệp Huyên trở nên cứng đờ, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, tiểu tháp, ta tin các mẹ nhà ngươi. Cái đồ chuyên hại người này. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên hơi ngơ ngác. Vì hắn không ngờ một người đã phá phàm như mình lại hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Hắn còn không có cơ hội sử dụng cả giáp chiến thần. Là ai? Lúc này, một cô bé xuất hiện trước mặt hắn, một bên mặt của cô bé bị tóc che kín, chỉ có thể nhìn thấy má trái, lúc này, cô bé cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Mà dao găm của cô bé vẫn còn cắm trên ngực hắn. Hắn không chết, nhưng không thể cử động. Vì hắn biết chỉ cần nhúc nhích, hắn chắc chắn sẽ chết, con dao găm kia đã khóa lại sức sống trong người hắn, bây giờ hắn toi đời rồi. Sở dĩ bây giờ hắn chưa chết là vì cô bé không có ý định lấy mạng hắn. Cô bé lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, cô bé xoay người nhìn pho tượng vỡ nát kia, nhìn một hồi, nét mặt cô bé dần trở nên dữ tợn, sau đó, cô bé đột nhiên hét to, a. Ầm. Tiếng gào như khiến cả tinh không muốn sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, mẹ kiếp, chắc chắn cô bé này đã vượt qua phá phàm rồi. Đáng sợ nhất là cô bé còn là một sát thủ. Ai mà chịu được chứ? Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đao vang lên trong đầu hắn, năm đó thần đình từng xảy ra một trận nội loạn, mà nguyên nhân chính là thần đình vũ trụ muốn hủy đi pho tượng này, sau đó nàng giết chết mấy trăm nghìn cường giả của thần đình vũ trụ. Thậm chí suýt giết đình chủ của thần đình vũ trụ năm đó, nếu không nhờ pháp tắc vũ trụ ra mặt ngăn cản, có lẽ nàng đã giết sạch tất cả mọi người của thần đình vũ trụ rồi. Nét mặt của Diệp Huyên trở nên hơi khó coi. Mẹ nó! Thần đình vũ trụ chỉ muốn rời pho tượng này đi đã suýt bị tiểu cô nương này giết sạch, mà mình còn làm hỏng nó. Không biết nói lời xin lỗi có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình không? Lúc này, cô bé xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, cô bé cứ nhìn chằm chằm hắn như thế, sát khí trong mắt cô bé là sát khí đáng sợ nhất mà Diệp Huyên từng thấy trên đời. Chỉ ánh mắt đã đủ khiến vô số người thấy sợ hãi rồi. Chắc chắn cô bé này từng giết rất nhiều người, cô bé lại muốn ra tay, nhưng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Võ Kha. Thấy Võ Kha đột nhiên chặn trước mặt Diệp Huyên, những cường giả của thần đình vũ trụ xung quanh hơi ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Võ Kha này là chiến thiên vương đấy. Sao nàng ta lại giúp Diệp Huyên? Nhìn thấy Võ Kha, Diệp Huyên cũng hơi khó hiểu, sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa trong thái độ của cường giả thần đình vũ trụ xung quanh, hình như bọn họ còn biết nàng ta. Chẳng lẽ nàng ta là người của thần đình vũ trụ? Cô bé nhìn Võ Kha vỗ một cái lên bả vai Diệp Huyên. Một lực lượng mạnh mẽ tràn vào người hắn, con dao găm của cô bé bị ép ra, nhưng sức sống của Diệp Huyên vẫn đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Tốc độ biến mất đó, dù là huyết mạch bất tử cũng không hồi phục được. Nhưng cũng may còn có tử khí của tiểu tháp. Tử khí cộng thêm huyết mạch bất tử và chức năng tự tu bổ của giáp chiến thần, mới giúp hắn giữ được mạng. Sau khi giữ được mạng, Diệp Huyên lập tức điều động giáp chiến thần, lúc này, hắn thật sự cảm nhận được nguy hiểm, vì thế nên hắn quyết định sử dụng giáp chiến thần. Sau khi điều động giáp, Diệp Huyên thoáng chốc tự tin hơn nhiều, lúc này, hắn cảm thấy mình có thể chém thần diệt tiên. Diệp Huyên nhìn về phía cô bé, lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, Võ Kha chợt nói, đi đi. Đi. Diệp Huyên chớp mắt, ta có thể. Võ Kha nhìn Diệp Huyên, đi đi. Diệp Huyên đang muốn nói tiếp thì cô bé đột nhiên biến mất, sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi, một khắc sau, một con dao găm đột nhiên đâm ra từ ngực hắn. Diệp Huyên ngây người. Giáp chiến thần đâu? Giáp chiến thần vô địch đâu? Đầu óc Diệp Huyên trở nên mơ hồ, hắn không ngờ giáp chiến thần của mình lại vô dụng. Lúc này, đầu Diệp Huyên kêu ong ong. Cô bé vừa tay, Võ Kha cũng biến mất ngay sau đó. Oanh! Một tiếng nổ đột nhiên vang vọng, sau đó, cô bé trở về vị trí cũ. Võ Kha cũng quay lại vị trí cũ, nhưng lúc này,
chỗ bụng của nàng ta có một vết đao rất sâu. Cô bé nhìn Võ Kha, con dao găm vốn đang cắm trước ngực Diệp Huyên lại xuất hiện trong tay cô bé. Võ Kha nhìn chằm chằm cô bé, mau đi đi. Dao găm trong tay nàng là năm đó ngươi, là năm đó người đứng đầu thần đình vũ trụ tự tay chế tạo, ngay cả lực lượng pháp tắc vũ trụ cũng có thể bị nó chém rách, áo giáp trên người ngươi không thể nào sánh bằng được đâu. Thật ra Diệp Huyên vẫn chưa chết, vì năng lực phục hồi của huyết mạch bất tử, tử khí và giáp chiến thần thật sự quá kinh khủng. Đương nhiên cũng là nhờ có Võ Kha ngăn cản cô bé. Nếu không thì hắn đã chết rồi. Lúc này, giọng nói của Đồ cũng vang lên trong đầu Diệp Huyên, tạm thời rút lui. Ngươi không thể đấu lại người này đâu. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, lập tức sử dụng giày xuyên thời không, sau đó biến mất khỏi vị trí ban đầu. Cô bé nhìn vị trí Diệp Huyên biến mất, sau đó đột nhiên vung đao. Cách đó mấy trăm nghìn dặm, Diệp Huyên vừa thoát khỏi vùng không gian kia lập tức thay đổi sắc mặt, hắn xoay người chém xuống một kiếm. Ầm. Kiếm quang thoáng chốc vỡ vụn, Diệp Huyên lùi lại mấy vạn trượng, sau khi dừng lại, vị trí cổ họng của giáp chiến thần đã nứt ra, không chỉ có giáp chiến thần nứt ra, mà cả cổ họng của hắn cũng bị rách. Diệp Huyên lập tức biến mất khỏi nơi này, lúc xuất hiện một lần nữa thì đã ở chỗ cách đó mấy trăm nghìn dặm. Sau khi dừng lại, nét mặt Diệp Huyên trở nên vô cùng nặng nề, cô bé kia quá đáng sợ. Đây chắc chắn là cường giả diệt phàm cảnh, thậm chí là mạnh hơn thế. Mẹ kiếp! Vì sao kẻ thù luôn mạnh hơn lão tử nhiều thế chứ? Còn giáp chiến thần này nữa, chết tiệt, chẳng lẽ nó là đồ giả sao? Như nhớ ra điều gì, Diệp Huyên vội vàng hỏi, tiểu tháp, báo động của ngươi đâu? Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, tiểu chủ, ta không cảm nhận được nàng. Nàng ra tay quá nhanh, khi ta cảm nhận được nàng, dao găm của nàng gần như đã đâm vào ngực người rồi. Ta cũng không biết phải làm sao. Diệp Huyên đen mặt, ta còn không biết làm sao hơn ngươi này. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên xoay người, đồ và tiên tổ có thể gặp nguy hiểm không? Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đao đột nhiên vang lên trong đầu hắn, mau đi đi. Nàng đi tìm ngươi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn vội vàng điều động giày xuyên thời không, một khắc sau, hắn lập tức biến mất. Nhưng vào lúc hắn vừa biến mất, một dòng máu tươi đột nhiên rơi xuống. Đương nhiên là máu của Diệp Huyên. Lúc này, một cô bé xuất hiện. Chính là cô bé vô danh kia. Cô bé vừa xuất hiện thì Võ Kha cũng xuất hiện, nhưng một khắc sau, cô bé lại biến mất một cách kỳ lạ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Võ Kha lập tức trở nên khó coi, nàng ta quay đầu nhìn lại, một khắc sau, nàng ta lại biến mất. Nàng ta chỉ có thể đi theo Diệp Huyên, vì nàng ta biết, cô bé kia sẽ luôn đuổi theo Diệp Huyên, cho đến khi giết chết hắn. Bên kia, Diệp Huyên xuất hiện trong một vùng tinh không, khóe miệng hắn tràn ra một ngụm máu tươi, chỗ bụng hắn còn có một vết thương rất sâu. Vừa xuất hiện trong tinh không, Diệp Huyên đã điều động giày xuyên thời không một lần nữa, một khắc sau, hắn lại biến mất, vào lúc hắn biến mất, không gian vị trí ban đầu của hắn chợt rách ra, lại có máu tươi chảy xuống. Võ Kha xuất hiện, nhưng không thấy cô bé kia đâu. Sắc mặt Võ Kha thoáng chốc trở nên nặng nề, nàng ta lại biến mất một lần nữa. Trong một thông đạo không gian nào đó, Diệp Huyên đang xuyên qua không gian đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn chợt quay đầu, nhìn thấy phía xa có một cô bé chậm rãi đi tới. Lại đến rồi. Diệp Huyên lập tức rời khỏi thông đạo không gian, khi đi vào một vùng tinh không, hắn đột nhiên quay đầu chém xuống một kiếm. Lúc này, hắn thẳng tay sử dụng huyền kính thiên địa. 10 phân thân cộng với một người thật. 11 tia kiếm quang chém thẳng xuống, không gian trước mặt hắn nứt ra, nhưng một khắc sau, 11 tia kiếm quang đồng loạt vỡ tan, cùng lúc đó, một con dao găm đâm vào ngực hắn, nhưng cũng may bản thể của hắn đã chạy mất rồi. Vào khoảnh khắc xuất kiếm, hắn lập tức điều động giày xuyên thời không. Nhưng vẫn chậm mất. Ngực hắn vẫn bị một đao đâm trúng. Giáp chiến thần không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất nó có thể khiến dao găm của cô bé đâm vào chậm hơn một chút, vì thế mới có thể cứu được mạng hắn. Vì nếu không có giáp chiến thần, sau khi dao găm của cô bé đâm vào người hắn, sẽ lập tức hủy đi sức sống trong cơ thể hắn. Thật ra lúc này Diệp Huyên rất bực mình. Đây là giáp chiến thần đó.
là bảo vật chấn tộc của địa linh tộc. Mà bây giờ lại yếu ớt như một tờ giấy trước mặt người phụ nữ này. Thật sự quá thê thảm. Bây giờ hắn còn đang nghi ngờ không biết địa linh tộc có đưa hàng giả cho mình không. Thật ra giáp chiến thần mới đáng thương nhất, lúc này nó cũng rất bực bội, nó mới ra ngoài đã bị đánh dữ dội như thế, thật sự quá thê thảm. Chủ nhân này gặp phải thần tiên yêu ma gì rồi? Dưới tình huống bình thường, dù là cường giả hơn phá phàm cảnh cũng không thể dễ dàng phá hỏng phòng ngự của nó, nhưng cô bé kia rõ ràng không phải người bình thường. Diệp Huyên đứng trong tinh không đưa mắt nhìn xung quanh, hắn lấy vũ trụ nghi ra, muốn tiến hành truyền tống khoảng cách xa, nhưng lúc này, không gian sau lưng hắn chợt nứt ra, một tia hàn mang xuất hiện trên đầu hắn. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn lại điều động giày xuyên thời không một lần nữa, mà khi xuất hiện trong một vùng tinh không khác, nét mặt hắn chợt cứng đờ. Vì hắn phát hiện, cô bé kia đứng ngay trước mặt hắn. Đối phương nhanh hơn hắn. Diệp Huyên lại điều động giày xuyên thời không, lúc hắn xuất hiện trong một tinh không không rõ, cô bé kia vẫn còn ở trước mặt. Hai người đều như chưa từng di chuyển. Cô bé cứ nhìn Diệp Huyên như thế, lần này Diệp Huyên không điều động giày xuyên thời không nữa mà bắt đầu sử dụng tới ẩn giáp. Sau khi hắn sử dụng ẩn giáp, hắn lập tức đi vào một thế giới khác. Mà lúc này, hắn có thể nhìn thấy cô bé. Sau khi Diệp Huyên biến mất, cô bé cũng không đi, cô bé đưa mắt nhìn xung quanh, như đang tìm Diệp Huyên, mà giống như là không tìm thấy. Thấy thế, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra thế giới mình vừa tiến vào rất đặc biệt, ngay cả cô bé này cũng không phát hiện ra. Nhưng lúc này, trước mặt Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, chính là cô bé kia. Diệp Huyên lập tức ngây người. Xong rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Diệp Huyên lúc này. Bây giờ hắn đã không thể trốn thoát được nữa. Diệp Huyên cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, càng vào thời khắc sống chết thế này càng cần phải tỉnh táo hơn. Cô bé cứ nhìn Diệp Huyên như thế, nhưng cũng không ra tay. Diệp Huyên không nói gì mà cứ nhìn cô bé, hai người mặt đối mặt nhau. Không biết vì sao mà nhìn một hồi, ánh mắt cô bé chợt trở nên hơi mờ mịt. Mà ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Huyên lập tức xoay người biến mất. Sau khi trở về hiện thực, Diệp Huyên điều động giày xuyên thời không, biến mất tại chỗ. Trong thế giới không rõ kia, ánh mắt của cô bé vẫn có hơi mờ mịt, sau đó, cô bé ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu trong tinh không, nàng phát hiện một vài điểm sáng màu trắng. Cô bé lạnh lùng nhìn những điểm sáng màu trắng kia, sau đó biến mất tại chỗ. Trong một tinh không khác, Diệp Huyên vừa đi ra từ một không gian nào đó, Võ Kha lập tức xuất hiện trước mặt hắn, Võ Kha nắm lấy bả vai hắn, sau đó đưa hắn cùng biến mất. Vụt! Hai người vừa biến mất, không gian nơi bọn họ vừa đứng nứt ra, cô bé xuất hiện. Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh, hơi nhíu mày, vì cô bé phát hiện hơi thở của Diệp Huyên biến mất rồi. Một lát sau, cô bé lại biến mất. Một bên khác, Diệp Huyên được Võ Kha dẫn tới một đại lục, xung quanh hai người có một quầng sáng mỏng. Diệp Huyên vội hỏi, cô nương, cô bé kia là ai? Võ Kha nhìn Diệp Huyên, sát thần của thần đình vũ trụ. Diệp Huyên lại hỏi, trên phá phàm cảnh sao? Võ Kha đáp, thấp nhất là diệt phàm. Thấp nhất là diệt phàm. Diệp Huyên im lặng, nói cách khác là cũng có thể ở trên diệt phàm. Võ Kha lại nói, con dao găm kia của nàng tên là Thí Thần. Là do chủ nhân đầu tiên của thần đình vũ trụ tự mình chế tạo cho nàng, một trong ba thần khí chí tôn. Đừng nói là áo giáp của ngươi, ngay cả pháp tắc vũ trụ mà con dao găm kia còn có thể đả thương đấy. Dứt lời, nàng ta nhìn giáp chiến thần trên người Diệp Huyên, áo giáp này của ngươi cũng rất đáng sợ. Dù là ta cũng khó mà phá vỡ phòng ngự của ngươi. Trên thế gian này có chưa tới 5 người có thể dễ dàng phá vỡ áo giáp của ngươi, mà nàng vừa khéo là một người trong đó. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến điều gì, lại bổ sung một câu, pháp tắc vũ trụ không phải là người. Diệp Huyên. Trong lúc nói chuyện, Võ Kha dẫn Diệp Huyên đi tới trước một thạch điện khổng lồ, thạch điện vô cùng đổ nát, vừa nhìn đã biết là rất lâu đời. Võ Kha hành lễ về phía thạch điện, mời tiên tổ hiện thân. Tiên tổ. Diệp Huyên nhìn Võ Kha, đang muốn lên tiếng thì thạch điện kia đột nhiên rung lên, một khắc sau,
một bóng trắng chậm rãi bay lên từ bên trong thạch điện. Là một ông lão mặc áo bào trắng. Ông lão mặc áo bào trắng, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua, nét mặt lạnh nhạt. Ông lão nhìn Võ Kha, có chuyện gì? Võ Kha đang muốn nói chuyện thì ông lão đột nhiên nhìn về phía xa, nơi đó có một cô bé chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cô bé, Diệp Huyên nheo mắt, mẹ kiếp, cô gái này đến nhanh thật đấy. Võ Kha hành lễ, tiên tổ, người này muốn giết ta. Nghe vậy, ông lão cau mày, hình như nàng không phải muốn giết ngươi. Sau khi cô bé xuất hiện vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Võ Kha nhìn ông lão, đây là phu quân của ta. Phu quân. Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người. Ông lão càng nhíu chặt mày hơn, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó, chân mày của ông ta dần giãn ra, phá phàm, chỉ từng này tuổi đã đạt tới phá phàm, đúng là không tệ. Sau đó, ông ta im lặng một lát rồi hỏi, phụ mẫu ngươi làm gì? Diệp Huyên hơi ngơ ngác. Phụ mẫu làm gì? Hắn không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Võ Kha đột nhiên nói đúng sự thật là được. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, phụ thân ta là kiếm tu, thích ngao du khắp nơi, ta cũng không biết cụ thể ông ấy làm gì. Nghe vậy, ông lão hơi nhíu mày. Cái võ tộc cần không phải một thiên tài, mà là một thế lực viện trợ mạnh mẽ. Nghĩ thế, ông lão nhìn về phía Võ Kha, nếu ngươi đồng ý hôn ước với Nam Ly tộc, ta sẽ ra tay cứu hắn. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên hơi khó coi, thì ra khi nãy ông già này hỏi phụ mẫu là hỏi gia thế của hắn. Võ Kha nhìn ông lão, hắn rất xuất sắc mà, không phải sao? Ông lão lắc đầu, một người xuất sắc cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Cái chúng ta cần là một thế lực viện trợ mạnh mẽ. Võ Kha nhìn về phía Diệp Huyên, rốt cuộc phụ thân người làm gì? Diệp Huyên hơi bất đắc dĩ, ta chỉ biết ông ấy là một kiếm tu, nhưng dù chỉ có một mình, ông ấy vẫn đánh nhau rất giỏi. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, một người dù có đánh nhau giỏi hơn nữa cũng có ý nghĩa gì đâu. Chàng trai trẻ, người rất giỏi, chỉ từng này tuổi đã đạt tới phá phàm, tiền đồ sau này không thể đo lường. Nhưng người phải hiểu một điều, thế giới này không nhìn thiên phú và cố gắng, vì nó có giới hạn. Thời đại này xem trọng bối cảnh, không có bối cảnh mạnh mẽ, một người có cố gắng đến mấy cũng có thể đấu lại những tên con nhà giàu kia sao. Vì điểm xuất phát của người ta đã là điểm cuối mà cả đời ngươi cũng không thể sánh bằng rồi. Diệp Huyên. Ông lão lại nói, chàng trai trẻ, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, dù ngươi rất ưu tú, nhưng gia thế của ngươi không xứng với võ tộc ta. Diệp Huyên kéo ống tay áo của Võ Kha, võ tộc còn lợi hại hơn cả thần đình vũ trụ sao? Võ Kha lắc đầu, không. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, cạn lời, mẹ kiếp, phách lối như thế. Làm ông đây còn tưởng võ tộc ngươi là gia tộc có thể áp đảo cả thần đình vũ trụ nữa ấy. Lúc này, ông lão nhìn về phía Võ Kha, nếu ngươi đồng ý, hôm nay ta sẽ cứu hắn một mạng. Võ Kha đang định đáp lời thì Diệp Huyên chợt nói, không cần. Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, không cần. Diệp Huyên mặc kệ ông lão, hắn nhìn về phía Võ Kha, Tiểu Kha, nếu cô đồng ý điều kiện của ông ta, vậy chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa. Diệp Huyên ta có thể thua, có thể chết, nhưng chắc chắn sẽ không van xin người khác, ta cũng không cần cô hy sinh gì để cứu ta, thật sự không cần, hiểu chứ? Võ Kha không nói gì. Ông lão lại nói, chàng trai trẻ, kiêu ngạo là không sai, nhưng mà... Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía cô bé, ra tay đi. Cô bé nhìn Diệp Huyên, không nói gì, cũng không ra tay. Lúc này... Võ Kha nhìn về phía ông lão, tiên tổ trở về đi. Ông lão nhìn Võ Kha, gia tộc sẽ không đồng ý cho ngươi và hắn ở bên nhau. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta càng muốn ở bên nàng. Võ Kha nhìn về phía Diệp Huyên nhìn ông lão, nếu hôm nay Diệp Huyên ta không chết, sau này nhất định sẽ dẫn phụ thân ta tới võ tộc cầu hôn. Ông lão nhìn Diệp Huyên, chỉ sợ các ngươi có mạng tới nhưng không có mạng trở về thôi. Dứt lời, thân thể ông ta dần trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Sau khi ông lão biến mất, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn về phía cô bé kia, điều khiến hắn bất ngờ lại một lúc lâu sau đó cô bé vẫn không ra tay. Hơn nữa cô bé còn hiện thân,
phải biết rằng sát thủ không hiện thân mới là đáng sợ nhất. Võ Kha nhìn về phía cô bé, nét mặt cô bé rất nặng nề, nếu bình thường đấu tay đôi, hắn vẫn có thể chống lại cô bé này, nhưng cô bé này là một sát thủ. Một khi cô bé này muốn ám sát, hắn thật sự hết cách. Lúc này, cô bé đột nhiên chỉ về phía Diệp Huyên nheo mắt, vô thức muốn trốn, nhưng hắn vẫn không trốn, vì cô bé không định ra tay. Có thể nói là trước đó cô bé đã nương tay rất nhiều lần rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, người muốn trò chuyện với ta à? Cô bé gật đầu. Thấy thế, Diệp Huyên chớp mắt, sau đó vội gật đầu, nói đi. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, đánh đánh giết giết thật chẳng ra làm sao cả, vũ trụ này nên hòa bình một chút. Nói xong, hắn đi về phía cô bé, Võ Kha đột nhiên kéo hắn, Diệp Huyên cười nói. Nếu nàng thật sự muốn ra tay thì chúng ta cũng không ngăn cản được, đúng không? Võ Kha hơi do dự, sau đó gật đầu. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô bé, không thể không nói, hắn vẫn hơi sợ. Cô bé này thật sự hơi đáng sợ. Diệp Huyên đi tới trước mặt cô bé nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói cái gì? Cô bé đột nhiên đưa một người gỗ trong tay đến trước mặt Diệp Huyên, người gỗ và cô bé giống hệt nhau, trông hơi cũ kỹ. Diệp Huyên nhận lấy người gỗ quan sát một lúc, sau đó nhìn về phía cô bé, người muốn ta khắc một cái nữa cho ngươi sao? Cô bé gật đầu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, khắc một người gỗ cho ngươi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, được chứ? Cô bé nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, ta khắc cho ngươi trước. Nói xong, hắn lấy một người gỗ ra bắt đầu điêu khắc. Thần đình vũ trụ. Lúc này, trước thần đình vẫn còn đang đại chiến. Chiến lực của đồ và cô gái của Dương tộc thật sự quá mạnh. Sau khi khởi động huyết mạch, cô gái Dương tộc gần như áp đảo thần quan. Còn trận chiến của đồ và Ngôn Tiểu Tiểu thì có hơi kỳ lạ, lúc này đồ vẫn còn ở trong không gian vạn tượng kia. Nàng ấy không thể ra ngoài, nhưng Ngôn Tiểu Tiểu cũng không thể làm gì nàng ấy. Đương nhiên đồ có ra ngoài hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này, thần quan ở phía xa đột nhiên nói, chặn hai người họ lại, đừng để họ đi cứu Diệp Huyên kia. Cô bé đã đuổi theo giết Diệp Huyên, chỉ cần chặn hai người này lại, thì Diệp Huyên sẽ chết chắc. Đợi cô bé trở về, hai người này cũng sẽ phải chết. Mà việc bọn họ cần làm bây giờ là ngăn cản hai người họ. Trong không gian vạn tượng kia, nét mặt của đồ dần trở nên dữ tợn, nàng ấy biết với thực lực của Diệp Huyên bây giờ, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản cô bé kia. Nàng ấy phải ra ngoài. Đồ bắt đầu nổi điên, không ngừng vung kiếm, trong không gian vạn tượng, từng mảnh không gian bắt đầu vỡ vụn. Dùng vũ lực phá vỡ không gian. Ngôn Tiểu Tiểu hơi nhíu mày. Nàng nhìn về phía người đàn ông bạch y cầm thương, đi vào. Người đàn ông gật đầu, đi vào trong không gian vạn tượng kia, cùng nhau ngăn cản đồ. Bên kia, thần quan dừng lại, ông ta nhìn chằm chằm cô gái Dương tộc, không ai có thể thoát khỏi sự ám sát của nàng, Diệp Huyên chết chắc rồi. Dứt lời, ông ta lại xông lên. Trước thạch điện, Diệp Huyên đưa người gỗ vừa khắc xong đến trước mặt bé gái. Cô bé nhìn người gỗ tinh xảo kia, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì trong mắt cô bé đột nhiên có chất lỏng trong suốt chảy ra. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách cô bé không xa. Người đó chính là bất tử lão nhân kia. Bất tử lão nhân nhìn Võ Kha, không ngờ ngươi lại dám phản bội thần đình. Dứt lời, ông ta nhìn về phái cô bé, các hạ, ta giữ chân kẻ phản bội này. Cô giết chết Diệp Huyên kia đi. Dứt lời, ông ta lập tức muốn ra tay. Lúc này, cô bé đột nhiên biến mất, một khắc sau, một con dao găm cắt qua cổ họng của ông lão. Vụt! Đầu của bất tử lão nhân rơi thẳng xuống, máu tươi bắn ra. Bất tử lão nhân chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra tình huống gì thế này. Lại phản bội, chẳng những là bất tử lão nhân, mà cả Diệp Huyên và Võ Kha cũng ngơ ngác. Lúc này, cô bé đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, cô bé chậm rãi quỳ xuống, không ngừng dập đầu, xin lỗi, Diệp Huyên. Diệp Huyên bị hành động bất ngờ của cô bé làm bối rối. Gì thế này?
hắn cũng thấy khó hiểu giống bất tử lão nhân. Cô bé này đang diễn tuồng gì vậy? Cô bé vẫn đang không ngừng dập đầu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đỡ cô bé dậy, ngươi. Cô bé nhìn Diệp Huyên, nước mắt vẫn không ngừng rơi, xin lỗi. Diệp Huyên quay đầu nhìn Võ Kha im lặng. Nàng ta hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chắc chắn cô bé này đã phát hiện được thân phận của Diệp Huyên. Mà quan hệ của cô bé này và Diệp Huyên kiếp đó chắc chắn không đơn giản. Thấy Võ Kha im lặng, Diệp Huyên cũng không hỏi nữa, hắn nhìn về phía cô bé vẫn đang không ngừng nói, xin lỗi. Sau đó, cô bé đặt con dao găm vào tay Diệp Huyên, rồi kéo mũi dao đến giữa chân mày của mình. Rõ ràng là muốn Diệp Huyên giết chết mình. Diệp Huyên nhìn cô bé đang muốn chết trước mặt, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp, hắn biết chỉ cần hắn muốn, lúc này hắn thật sự có thể giết chết cô bé. Có lẽ cô bé thật sự đang muốn chết, còn hy vọng hắn đích thân giết chết mình. Hắn rất khó hiểu, cũng không biết tại sao cô bé lại như thế, có lẽ là xem hắn thành người khác. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó buông thần khí chí tôn trong tay xuống, cười nói, ta tha thứ cho ngươi. Tha thứ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô bé thoáng run rẩy, cô bé cứ nhìn Diệp Huyên như thế, nước mắt tuôn rơi. Diệp Huyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô bé, ta tha thứ cho ngươi. Cô bé đột nhiên nắm lấy tay Diệp Huyên, khàn giọng hỏi, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật. Cô bé đột nhiên ôm lấy Diệp Huyên, cứ ôm chặt Diệp Huyên như thế, dù vẫn đang khóc, nhưng trên mặt cô bé lại xuất hiện nụ cười mấy trăm nghìn năm rồi mới xuất hiện. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên lưng cô bé, trong đầu vẫn hơi mơ hồ. Có lẽ cô bé này thật sự xem hắn là người khác. Điều khiến hắn khó hiểu là cô bé xem mình là ai? Chẳng lẽ là người sáng lập thần đình vũ trụ? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Võ Kha, dùng huyền khí truyền âm, Tiểu Kha, cô nói xem ta có thể giả mạo làm người sáng lập của thần đình vũ trụ không? Võ Kha nheo mắt, không nói gì. Diệp Huyên lại hỏi, có thể chứ? Võ Kha ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, có lẽ có thể thử xem. Diệp Huyên cười hì hì, đang muốn đáp lời thì chợt nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên nói, không ổn. Thanh Nhi và tiên tổ của ta vẫn còn ở thần đình vũ trụ. Dứt lời, hắn nhìn cô bé trong lòng mình, có thể đánh nhau giúp ta không? Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, giết ai? Diệp Huyên chớp mắt, giết ai cũng được sao? Cô bé gật đầu, kể cả ta. Diệp Huyên. Võ Kha ở bên cạnh lắc đầu, thầm thở dài, thần đình vũ trụ tiêu đời rồi. Hai người nhanh chóng biến mất. Sau khi ba người biến mất, một cô gái đột nhiên xuất hiện, cô gái mặc váy hoa xanh lục, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, dài tới tận mông, tay phải nàng ta chắp sau lưng, nàng ta nhìn về phía xa, một lát sau. Nàng ta khẽ nói, đến muộn rồi. Dứt lời, nàng ta đột nhiên nhìn về phía bất tử lão nhân ở cách đó không xa, lúc này bất tử lão nhân đã đầu lìa khỏi xác, linh hồn tiêu tán. Chết thê thảm. Cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, hội tụ. Dứt lời, không gian phía xa chợt rung lên, một khắc sau, vô số ánh sao màu xanh bay tới từ xung quanh, dần dần, những ánh sao đó ngưng tụ thành một linh hồn. Linh hồn của bất tử lão nhân. Sau khi linh hồn được hội tụ lại, trong mắt bất tử lão nhân đầy vẻ mơ màng, nhưng cũng dần sáng trở lại, sau khi nhìn thấy cô gái, như phát hiện điều gì, ông lão chợt trợn mắt, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Cô gái cười khẽ, đi đến thần đình. Bất tử lão nhân vội nói, vâng. Hai người nhanh chóng biến mất. Thần đình vũ trụ. Lúc này đồ vẫn đang ở trong không gian vạn tượng kia. Trước mặt nàng ấy là người đàn ông áo trắng cầm thương. Người đàn ông áo trắng nhìn chằm chằm đồ bằng ánh mắt nặng nề. Kiếm của đồ quá đáng sợ. Nếu không nhờ Ngôn Tiểu Tiểu giúp đỡ, gã hoàn toàn không phải đối thủ của đồ, mà dù có Ngôn Tiểu Tiểu giúp đỡ, gã cũng đánh nhau một cách vô cùng khó khăn, vì gã hoàn toàn không thể đối mặt chính diện với đồ. Cũng may gã và Ngôn Tiểu Tiểu chỉ có trách nhiệm giữ chân đồ thôi. Lúc này, đồ đột nhiên tiến về phía trước một bước, kiếm trong tay nàng ấy bay ra, trong nháy mắt, trong không gian vạn tượng có kiếm quang tung hoành, chém rách mọi thứ.
Sắc mặt người đàn ông áo trắng thay đổi, gã cũng tiến lên, đâm một thương tới. Vào khoảnh khắc thương đâm tới, vô số thương mang chút xuống, chẳng mấy chốc, trong không gian vạn tượng bị kiếm quang và thương mang bao phủ. Ầm ầm. Không gian vạn tượng bắt đầu rung động dữ dội, những thương mang kia cũng vỡ tan, không chỉ thế mà không gian còn bắt đầu nứt ra. Thấy cảnh này, Ngôn Tiểu Tiểu ở bên ngoài cau mày, nàng ta biết không gian vạn tượng này đã không thể giữ chân kiếm tu này nữa. Đúng như dự đoán, không gian vạn tượng chợt nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn không gian. Vào khoảnh khắc không gian vạn tượng tan vỡ, một người đàn ông áo trắng bị kiếm quang chém lùi mấy nghìn trượng, hắn vừa mới dừng lại, một thanh kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, người đàn ông trợn mắt, chiêu kiếm này đến quá nhanh, gã hoàn toàn không thể đỡ được. Nhưng lúc này, có một lá chắn phù văn xuất hiện trước mặt gã. Ầm. Lá chắn phù văn cố gắng đối phó với chiêu kiếm kia của Đồ. Đồ mở lòng bàn tay, kiếm bay về tay nàng ấy. Nàng ấy quay đầu nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu cũng đang nhìn Đồ, hai cô gái cứ mặt đối mặt như thế. Đồ đang muốn ra tay thì thần quan và cô gái dương tộc ở phía xa đột nhiên dừng lại, thần quan nhìn Đồ và cô gái dương tộc, hắn chết chắc rồi. Nghe vậy, Đồ quay đầu nhìn về phía thần quan nhìn Đồ, không ai có thể thoát khỏi tay nàng cả. Thật sao? Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Thần quan quay đầu nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên còn có cả Võ Kha. Thấy Diệp Huyên, nét mặt Đồ thoáng chốc thả lỏng hơn một chút, khi nãy nàng ấy thật sự rất lo lắng cho Diệp Huyên, vì cô bé kia khiến nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Lúc nhìn về phía Diệp Huyên, thần quan híp mắt lại, một khắc sau, sắc mặt ông ta thay đổi, ông ta chợt chắp hai tay, thiên địa phù hộ. Ông ta vừa dứt lời, một lá chắn hư ảo xuất hiện xung quanh, nhưng vào khoảnh khắc nó xuất hiện, một con dao găm đã đâm lên gáy ông ta. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, tất cả cường giả của thần đình vũ trụ đều ngơ ngác. Kể cả đám người Mục Tiểu Đao. Ai giết thần quan? Lúc này, một cô bé xuất hiện trước mặt thần quan nhìn chằm chằm cô bé, tại sao? Cô bé chợt rút dao găm ra chém một phát. Phụt. Đầu của thần quan lập tức rơi xuống. Giết chết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, sắc mặt cường giả của thần đình vũ trụ đều trở nên nặng nề, không đúng, là kiêng dè. Vô cùng kiêng dè. Vì cô bé ra tay chính là sát thần của thần đình vũ trụ. Sau khi giết chết thần quan, cô bé quay đầu nhìn về phía đám người Ngôn Tiểu Tiểu ở cách đó không xa, cô bé chợt biến mất, ngay lúc này. Một lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lấy Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu nhíu mày, nàng ta đang định ra tay thì một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, người đàn ông trung niên đấm tới một phát, cú đấm này vừa khéo đánh trên một con dao găm. Oanh! Lúc này, không gian mấy vạn dặm xung quanh lập tức sụp đổ. Người ra tay chính là thần chủ đương nhiệm của thần đình vũ trụ. Cô bé tấn công thất bại thì đột nhiên biến mất, thần chủ khẽ nhíu mày. Giơ tay phải lên chặn ở bên phải. Xoẹt. Một tia hàn mang chém lên cánh tay phải của thần chủ, máu tươi bắn tung tóe. Một khắc sau, lại một tia hàn mang xuất hiện nơi cổ họng của thần chủ, nhưng lại bị một cánh tay chặn lại. Ầm. Thần chủ lùi lại mấy trăm trượng, trong lúc lùi lại, những tia hàn mang không ngừng lóe lên xung quanh ông ta, mỗi một tia hàn mang đều sẽ mang theo máu tươi. Thấy cảnh này, Ngôn Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày. Đang muốn ra tay thì một kiếm thế đã bao vây lấy nàng ta. Đồ. Ngôn Tiểu Tiểu im lặng. Nàng ta không thể ra tay giúp đỡ thần chủ, vì nàng ta ra tay, Đồ cũng sẽ ra tay. Mà những người khác cũng không thể nhúng tay vào. Vì dù cũng là phá phàm cảnh, nhưng ngay cả bóng dáng của cô bé bọn họ cũng không nhìn thấy. Lúc này, giữa chân mày thần chủ đột nhiên xuất hiện một chữ to màu vàng, Pháp. Oanh. Sau khi chữ Pháp xuất hiện, một tia sáng vàng chợt bộc phát ra từ trong người ông ta. Cô bé quay lại bên cạnh Diệp Huyên. Lúc này, trên người thần chủ đầy vết dao, không có chỗ nào lành lặn. Thấy cảnh này, sắc mặt những cường giả của thần đình vũ trụ trở nên vô cùng nặng nề. Cả Đồ và cô gái dương tộc cũng thế. Thực lực của cô bé này quá đáng sợ, không ai ở đây có thể ngăn cản được cô bé.
Thần chủ nhìn những vết đao trên người mình, ông ta khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Võ Kha, Võ Thiên Vương, ta không hiểu tại sao ngươi lại chọn đứng về phía hắn. Võ Kha nhìn Diệp Huyên, ta có nói, ông cũng sẽ không tin. Thần chủ gật đầu, ông ta nhìn về phái cô bé, người khiến ta khó hiểu nhất vẫn là ngươi. Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại giúp đỡ người mang ách thể này. Những cường giả khác của thần đình vũ trụ cũng nhìn về phía cô bé đột nhiên phản bội là điều mọi người đều không ngờ tới. Khiến cho cô bé đáng sợ nhất thần đình vũ trụ đứng về phía mình. Sao Diệp Huyên có thể làm được? Cô bé nhìn thần chủ, không nói gì. Diệp Huyên đột nhiên cất lời, ta nói, ông sẽ tin chứ? Thần chủ nhìn về phía Diệp Huyên, người nói ta nghe thử. Diệp Huyên nghiêm túc nói, thật ra ta chính là người sáng lập của thần đình vũ trụ. Cô bé bên cạnh hắn rất phối hợp gật đầu một cái. Người sáng lập thần đình vũ trụ. Nghe thấy lời này, mọi người đều hoảng sợ. Cô gái áo gai ở bên cạnh Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hắn lại đang nói dối. Mục Tiểu Đao nhẹ giọng nói, lỡ như là thật thì sao? Cô gái áo gai quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, sao có thể chứ? Mục Tiểu Đao nhìn cô bé, nàng kính trọng người sáng lập thần đình vũ trụ như thần, mà bây giờ nàng lại đi theo Diệp Huyên. Cô gái áo gai nhìn Diệp Huyên, một lát sau, ả ta liên tục lắc đầu, không thể nào, không thể nào. Phía xa, thần chủ nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, ông ta nói, ta không tin lắm. Nhưng đây cũng không phải chuyện không có khả năng, dù sao nàng cũng chọn đi cùng ngươi. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn về phía đại điện của thần đình vũ trụ, ngươi dám thử không? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, thử như thế nào? Thần chủ nhìn Diệp Huyên, ngươi nhìn thấy 12 pho tượng trước đại điện thần đình không? Diệp Huyên nhìn về phía đại điện của thần đình, sau lưng pho tượng của người sáng lập thần đình vũ trụ trước đó còn có 12 pho tượng. 12 pho tượng này đều cầm trường thương trong tay, mắt nhìn thẳng phía trước, tầm nhìn của bọn họ nhắm thẳng vào pho tượng đứng đầu của thần đình vũ trụ. Lúc này, thần chủ lại nói, 12 pho tượng này là 12 thần bảo vệ, 12 thần bảo vệ chỉ nghe theo lệnh của thần chủ đời thứ nhất, mà linh hồn của bọn họ đều đã ngủ say, chỉ có thần chủ đời thứ nhất có thể đánh thức, nếu ngươi có thể đánh thức được bọn họ, thì ngươi chính là người sáng lập thần đình vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi lúng túng. Ông đây đánh thức sao được? Lúc này, cô bé đột nhiên nhìn về phía hắn, sau đó gật đầu, tỏ vẻ hắn có thể làm được. Diệp Huyên cạn lời, tiểu muội muội, ta thật sự không làm được đâu. Lúc này, thần chủ đột nhiên nói, không dám à? Diệp Huyên im lặng. Hắn biết ý đồ xấu của thần chủ này, tại sao cô bé lại đi theo hắn? Rất đơn giản là vì cho rằng hắn là thần chủ của thần đình vũ trụ. Nếu hắn không thể thức tỉnh 12 thần bảo vệ kia, chắc chắn cô bé sẽ không đi theo hắn nữa. Hoặc là nếu hắn không dám đánh thức, cũng sẽ khiến cô bé nghi ngờ hắn. Cục diện bây giờ chính là cô bé đứng về phía ai, người đó sẽ có cả thiên hạ. Thần chủ lại hỏi, không dám sao? Diệp Huyên nhìn về phía thần chủ, nếu ta thật sự là người sáng lập của thần đình vũ trụ thì sao? Thần chủ nhìn Diệp Huyên, thần đình vũ trụ sẽ phục tùng ngươi. Diệp Huyên im lặng. Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn Diệp Huyên. Cô bé và Võ Kha cũng thế. Bọn họ chắc chắn Diệp Huyên là người đứng đầu của thần đình vũ trụ ư? Không. Thật ra bọn họ cũng không chắc lắm. Chỉ với kỹ thuật điêu khắc thật sự không thể chắc chắn Diệp Huyên là người đứng đầu của thần đình vũ trụ. Lúc này Diệp Huyên bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi thức tỉnh những bức tượng kia. Hắn không dám chắc chắn. Người đứng đầu thần đình vũ trụ. Đó là hắn nói bừa thôi. Còn nếu không đánh thức, hắn cảm thấy cô bé này có thể đâm một dao vào đầu mình. Một khi cô bé đứng về phía thần đình vũ trụ, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Một lát sau, Diệp Huyên hít sâu một hơi, đi về phía 12 pho tượng. Mẹ kiếp, dù sao cũng không còn đường lui nữa. Thử thì còn có một cơ hội sống. Còn không thử thì chắc chắn sẽ không còn chút cơ hội nào nữa. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyên đi tới trước 12 pho tượng kia. Diệp Huyên nhìn 12 pho tượng, chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, một cơn gió thổi nhẹ tới, trong cơn gió,
Diệp Huyên như nghe thấy 12 giọng nói hơi quen thuộc, thần chủ, ngài trở lại rồi. Nghe thấy câu này, toàn thân Diệp Huyên hơi run lên, lúc này đây, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều ký ức vụn vặt. Dần dần, Diệp Huyên bỗng trở nên hoảng hốt, như thể đã thấy được kiếp trước. Xung quanh, mọi người đều đang nhìn hắn. Hắn rốt cuộc có phải là người sáng lập ra thần đình vũ trụ hay không? Thật ra tất cả cường giả thần đình vũ trụ đều không tin chuyện này. Người sáng lập thần đình vũ trụ đã biến mất bao lâu rồi? Rất lâu, rất lâu. Cho dù người sáng lập thần đình vũ trụ có tái thế trọng sinh, vậy cũng không thể là Diệp Huyên. Bởi vì Diệp Huyên là ách thể. Một kẻ mang ách thể, sao có thể là người sáng lập thần đình vũ trụ được? Đồ nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng ấy biết láng máng được một ít, nhưng không dám chắc. Bởi vì trước đây nàng ấy vẫn luôn điều tra chuyện này. Vẫn là câu nói kia, nàng ấy thật sự không dám chắc. Ở bên khác, Mục Tiểu Đao đang quan sát Diệp Huyên, vẻ mặt ả ta tương đối bình tĩnh. Thật ra ả cũng không nghĩ Diệp Huyên là người sáng lập thần đình vũ trụ. Vậy thì láo toét quá rồi. Thế nhưng, nếu Diệp Huyên không phải người sáng lập thần đình vũ trụ, thì cô bé kia chắc chắn đã không đi theo hắn. Tất nhiên đây không phải trọng điểm là nếu tiện nhân kia đúng là người sáng lập thần đình vũ trụ, vậy thì phải làm sao? Chả có ai biết là nên làm gì cả. Nhưng đúng lúc này, tay phải của Diệp Huyên ở phía xa bỗng rung lên. Thời khắc này, hắn đã thấy được rất nhiều hình ảnh. Ở trên một hòn đảo nhỏ, có một người đàn ông ngồi dựa vào gốc cây đại thụ, cúi đầu chăm chú đọc sách. Cách người đàn ông không xa là một cô bé đang đứng cầm dao găm, cô bé mặc bộ đồ đen tuyền, lúc này đang không ngừng vung dao vào không khí, mỗi lần vung lên đều mang theo tia sáng sắc bén lạnh lẽo. Cô bé luyện dao rất chăm chỉ. Nhưng thỉnh thoảng cô bé cũng liếc sang nhìn người đàn ông đang đọc sách dưới tán cây kia. Mà mỗi lần nàng nhìn đến, người đàn ông kia cũng sẽ ngẩng đầu nhìn lại, sau đó khẽ mỉm cười, ý nói rằng luyện tốt lắm. Thế là cô bé lại càng hăng hái tập luyện. Dưới tàng cây, sau khi người đàn ông thu mắt lại, hắn nhìn xuống cô bé váy trắng đang nằm trên chân mình, cô bé đang đọc quyển sách giống y đúc quyển của hắn. Lúc này, cô bé váy trắng bỗng nói, gần đây lão nhị có gì đó không đúng lắm. Người đàn ông cười hỏi, không đúng chỗ nào. Cô bé váy trắng thả quyển sách xuống, nàng quay đầu nhìn người đàn ông, nàng có chút không an phận. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cô bé váy trắng, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ xa, đạo nhất, ngươi lại nói xấu ta. Cách đó không xa, một cô bé toàn thân mặc váy đen chậm rãi bước đến, cô bé chỉ mới 15-16 tuổi, có mái tóc rất dài được nàng tùy ý xóa ra ở sau lưng, nhưng lại không hề bị sơ rối. Cô bé trông rất xinh đẹp, mày kiếm mắt phượng. Trong đôi con người sâu hút là sự trưởng thành và lạnh lùng không hợp với tuổi của mình. Phía sau nàng còn có một cô bé mặc váy đỏ, khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi dưới tán cây kia, cô bé váy đỏ liền nở nụ cười tươi tắn, đang định chạy qua thì như chợt nghĩ đến điều gì đấy, nàng nhìn cô bé mặc váy đen trước mặt một lát, sau rồi cũng không đi nữa. Lúc cô bé váy đen đi đến trước mặt người đàn ông thì có quay sang nhìn cô bé đang luyện dao ở ngoài xa. Bảo rằng, ngươi không hợp làm một sát thủ đâu. Cô bé mặc đồ đen nhìn lại, nhưng nàng mặc váy đen kia đã không còn hướng mắt sang đây nữa, thấy thế cô bé khẽ nhíu mày lại, một khắc sau, nàng đột nhiên biến mất một cách quỷ dị, lúc xuất hiện lại lần nữa là đã ở trước mặt cô bé váy đen, nhưng còn chưa kịp động thủ thì đã bị cô bé váy đen kia bóp chặt cuống họng. Cô bé váy đen nhấc bổng cô bé mặc đồ đen lên, nàng lạnh lùng nói, có tu luyện thêm 10.000 năm nữa. Ngươi cũng chưa phải là đối thủ của ta đâu. Nói rồi, nàng liền định ném cô bé sang một bên, nhưng như nhớ đến điều gì đó nên nàng đã buông bỏ suy nghĩ này, nàng chỉ thả cô bé xuống đất, sau đó xoay người đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi. Cô bé mặc đồ đen nhìn dao găm trong tay, có chút hụt hẫng. Cô bé váy đỏ nhìn nàng, không nói gì mà chỉ lẳng lặng đuổi theo cô bé váy đen. Cô bé váy đen đi đến dưới tàng cây. Nàng nhìn đạo nhất rồi hờ hững bảo, đạo nhất, nếu ngươi có bất mãn gì với ta thì cứ nói thẳng ra, còn nếu không thì chúng ta đánh nhau một trận đi. Đừng cứ mãi nói xấu ta trước mặt chủ nhân. Đạo nhất liếc mắt nhìn cô bé váy đen, không thèm đáp trả.
Cô bé váy đen lạnh lùng nhìn Đạo Nhất, sau đó quay sang nhìn người đàn ông dưới tảng cây, hắn chỉ trước mặt rồi nói, ngồi đi. Cô bé váy đen nghe lời ngồi xuống. Người đàn ông nhìn cô bé váy đỏ, cũng cười bảo, tai ách, ngươi cũng ngồi đi. Cô bé váy đỏ vội gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo. Người đàn ông nhìn cô bé váy đen, a mệnh, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy nhỉ. Cô bé váy đen hơi cúi đầu, ta như vậy rồi. Người đàn ông lắc đầu, người nhẹ nhàng hơn đi. A mệnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông, nàng cứ nhìn mãi như vậy, một lát sau, nàng đứng dậy rời đi, nhưng chưa được mấy bước, nàng đã dừng lại, hỏi, người rất ghét ta đúng không? Người đàn ông nhìn A mệnh, người cảm thấy ta ghét ngươi à? A mệnh gật đầu, đúng vậy. Nói xong, nàng bước nhanh hơn rồi biến mất ở phía xa. Dưới tàng cây, người đàn ông khẽ thở dài. Đạo Nhất bỗng nói, người đừng dung túng nàng ta nữa. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ, rồi khẽ nói, mấy năm gần đây, ta đã quá nghiêm khắc với nàng rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng, thiên phú của nàng rất tốt, lại là người cố gắng nhất trong tất cả các ngươi, ta dạy nàng cái gì, nàng cũng đều học được trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nàng thật sự rất giỏi, vô cùng giỏi, nhưng lại có chút cực đoan, cứ thích để tâm mấy chuyện vụn vặt. Đạo Nhất muốn nói lại thôi. Người đàn ông khẽ mỉm cười, ta tin nàng, cũng như tin ngươi vậy. Bởi vì các ngươi là người thân nhất của ta. Đạo Nhất nhìn người đàn ông rồi khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Người đàn ông nhìn về phía cô bé mặc đồ đen đang cầm dao găm, cười bảo Tiểu Mộ, đừng nản lòng, tin vào bản thân. Cô bé tên Tiểu Mộ hơi cúi đầu, có chút không tự tin mà nói, nàng rất lợi hại. Người đàn ông cười đáp, ngươi cũng có thể trở nên rất lợi hại. Thật không? Thật. Tiểu Mộ nắm dao găm trong tay thật chặt, ta sẽ cố gắng. Người đàn ông cười ha ha, rồi tiếp tục đọc sách. Chấm chấm chấm. Ở một nơi khác, A Mệnh đi vào một tầng mây nọ, nàng lấy ra một người gỗ nhỏ giống y đúc diện mạo của nàng, nàng nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, một khắc sau, nàng bỗng siết chặt tay phải lại, người gỗ nhỏ kia lập tức hóa thành bột mịn. Trước đại điện của thần đình vũ trụ, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn có chút mịt mờ. Hắn biết những ký ức vừa nãy không phải là của mình. Diệp Huyên nhìn 12 pho tượng ở trước mặt, khẽ nói tỉnh lại. Tỉnh lại. Yên lặng trong nháy mắt, mặt đất nơi đây đột nhiên rung lên, trong ánh nhìn của mọi người, 12 pho tượng đột nhiên nứt ra, trong đó là 12 người đàn ông. 12 người đàn ông mở mắt, lúc thấy Diệp Huyên, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, bái kiến thần chủ. Bái kiến thần chủ. Thấy cảnh này, toàn bộ cường giả thần đình vũ trụ ở đây đều bối rối. Ma Y và Kiếm Thất cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin được, Ma Y khẽ lẩm bẩm, sao có thể? Sao có thể? Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, lúc này đây, trong đầu ả ta chỉ còn sót lại một suy nghĩ, thần đình vũ trụ nghe lời pháp tắc vũ trụ, hay là nghe lời người sáng lập ra họ nhỉ? Phía xa xa, thần chủ đương thời của thần đình vũ trụ nhìn Diệp Huyên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thức tỉnh được 12 thần bảo hộ. Không nghi ngờ gì nữa, thân phận của Diệp Huyên đã được xác định. Đúng là người sáng lập thần đình vũ trụ. Vậy vấn đề đây rồi. Tại sao Diệp Huyên lại là ách thể? Người sáng lập thần đình vũ trụ tại sao lại biến thành như giờ? Quá nhiều câu hỏi. Xung quanh, những cường giả thần đình vũ trụ bây giờ đều có chung một trạng thái ngu người. Cái tên này là người sáng lập thần đình vũ trụ, rồi ai trả lời câu hỏi này coi, bây giờ có đánh nữa không? Diệp Huyên ở một bên nhìn 12 thần bảo hộ kia, trong lòng vô cùng phức tạp. Người bí ẩn trong cơ thể mình kia lẽ nào lại là người sáng lập thần đình vũ trụ thật? Ông đây chém gió vui vậy thôi mà cũng thành thật à? Diệp Huyên không khỏi sờ sờ miệng mình từng khai quang chưa nhỉ? Đúng lúc này, thần chủ đương nhiệm của thần đình vũ trụ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tinh không, ông ta có chút mịt mờ, pháp tắc vũ trụ. Hẳn phải cho chúng ta một lời giải thích chứ? Giải thích? Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh, người muốn giải thích gì nữa? Mọi người nghe tiếng thì nhìn sang,
Cách đó không xa có một cô gái đang chậm rãi bước đến, cô gái mặc một bộ váy rực rỡ sắc màu, tóc buộc thành đuôi ngựa, bên cạnh nàng ấy còn có một ông lão đi theo. Chính là Bất Tử lão nhân. Nhìn thấy cô gái này, sắc mặt của mọi người tại đây bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Bao gồm cả cô bé ở bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé nhìn chằm chằm vào cô gái kia, trong mắt ánh lên tia kiêng kỵ. Ánh mắt của Đồ cũng phải nghiêm lại. Pháp tắc vũ trụ. Nhưng đây không phải là bản thể. Cô gái nhìn thần chủ đương nhiệm của thần đình vũ trụ, cười bảo, ngươi muốn giải thích gì nữa? Thần chủ đương nhiệm nhìn cô gái, hắn là người sáng lập ra thần đình vũ trụ. Cô gái cười nói, rồi sao? Tại sao lại giết hắn? Đây là chuyện ngươi cần phải hỏi à? Thần chủ nhìn chằm chằm vào cô gái, chúng ta muốn biết chân tướng. Ngươi cống hiến cho chúng ta, hay là cống hiến cho người sáng lập thần đình vũ trụ? Chúng ta chỉ muốn biết chân tướng. Chân tướng chính là... Nói rồi, nàng ta nhẹ nhàng vung tay ngọc lên. Xoẹt! Thần chủ lập tức bị phân thây thành vô số khối tròn. Xiết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biến sắc. Giết một vị cường giả diệt phàm cảnh trong nháy mắt. Chỉ trong một tích tắc thôi. Cô gái quay đầu nhìn những cường giả thần đình vũ trụ kia, cười bảo, bằng lòng cống hiến cho chúng ta thì đứng sang đây. Những cường giả thần đình vũ trụ có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau. Cống hiến cho pháp tắc vũ trụ, hay là cho người sáng lập thần đình vũ trụ? Gần như không cần nghĩ nhiều, một vài cường giả thần đình vũ trụ đã đua nhau đứng ra sau người phụ nữ kia. Người sáng lập thần đình vũ trụ. Chức vị này quá xa vời với bọn họ. Cho đến nay, bọn họ đều chỉ làm việc cho pháp tắc vũ trụ. Thế nhưng có một người lại không rời bước. Ngôn Tiểu Tiểu. Ngôn Tiểu Tiểu nhìn cô gái, ta cũng muốn biết chân tướng. Cô gái cười nói, được, ta cho ngươi biết chân tướng. Nói rồi, nàng ta búng tay một cái. Phía xa, Ngôn Tiểu Tiểu bỗng biến sắc. Đúng lúc này, cô bé kia đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta rồi vung dao găm xuống. Xoẹt! Không gian trước mặt nàng ta lập tức bị vỡ ra, đồng thời cổ sức mạnh thần bí kia cũng bị đánh nát theo. Cô bé quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi! Đi! Nghe thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên ngưng trọng. Đi! Cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, khóe miệng hơi cong lên, ngày hôm nay e là ngươi không đi được rồi. Ở bên cạnh, Đồ đột nhiên biến mất, cô gái kia không hề ra tay, một người áo đen đột nhiên chắn trước mặt Đồ. Đồ liền bị chặn lại. Mà xung quanh, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện 36 người áo đen. 36 người này đều là diệt phàm cảnh đỉnh cao. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười bảo, ra tay. Vừa dứt lời, 12 thần bảo hộ trước mặt Diệp Huyên đột nhiên đồng loạt chĩa thương ra. Mà mục tiêu của bọn họ lại là Diệp Huyên. 12 cường giả diệt phàm cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên chống đỡ thế nào được? 12 thần bảo hộ đột nhiên ra tay với Diệp Huyên, đây là điều tất cả mọi người đều không ngờ đến. Phải biết rằng họ vừa mới được Diệp Huyên đánh thức đấy. Tuy người khác không ngờ đến, nhưng Diệp Huyên thì lại đoán trước được. Trong nháy mắt khi 12 người này ra tay, hắn đã khởi động giày xuyên thời không lùi ra hơn mấy trăm trượng ở ngoài. Trường thương của 12 người đâm hụt vào không khí. Bọn họ lại định ra tay tiếp, nhưng lúc này cô gái kia lại bỗng cản lại. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta có hơi tò mò, hình như ngươi đã sớm đoán được họ sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyên nhìn cô gái, nếu ta đoán không lầm, những thủ hạ trung thành của người sáng lập thần đình vũ trụ năm đó hẳn đã bị các ngươi dọn dẹp hết cả rồi, đúng không? Cô gái cười bảo, đúng. Diệp Huyên im lặng. Thật ra ngay lúc người phụ nữ này xuất hiện, hắn đã đề phòng 10 thần bảo hộ này rồi. Nếu 12 người này thật sự trung thành tuyệt đối với người sáng lập thần đình vũ trụ, pháp tắc vũ trụ chắc chắn đã không để bọn họ sống sót, mà bọn họ có thể sống đến giờ thì chỉ có một cách giải thích mà thôi. Đó chính là 12 người này đã về phe của pháp tắc vũ trụ, chứ không còn trung thành với người sáng lập thần đình vũ trụ nữa. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, ngươi là pháp tắc nào? Trong mảnh ký ức trước đây của hắn không hề có người này.
Cô gái cười, đoán đi. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, cô bé cầm dao găm ở phía xa bỗng nói, sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh. Nghe thế, Diệp Huyên nhìn cô gái nọ, ngươi là pháp tắc sinh mệnh. Cô gái gật đầu, đúng. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, năm đó tại sao các ngươi lại ra tay với người sáng lập thần đình vũ trụ? Ta không muốn nói nhiều với ngươi. Nói rồi, ả ta đột nhiên bước ra trước một bước, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Trong nháy mắt khi ả ta ra tay, Đồ và cô gái Dương tộc cũng định xuất thủ, nhưng chỉ tích tắc sau, đã có mười mấy người chặn lại trước mặt các nàng. Mà người nhanh nhất chính là cô bé kia, khoảnh khắc cô gái kia vừa động thủ, cô bé đã biến mất ngay tại chỗ. Phía xa xa, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Ầm. Vô số tiếng nổ vang lên dữ dội, tia sáng lạnh kia lập tức bị đánh nát, nhưng một khắc sau, lại có vô số luồng sáng lạnh khác nhấn chìm pháp tắc sinh mệnh. Lúc này, giọng nói của Mục Tiểu Đao đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, đi mau. Diệp Huyên lắc đầu, hắn cũng muốn đi lắm, nhưng mà không đi nổi. Ngoại trừ pháp tắc sinh mệnh mạnh đến mức vô địch này ra, xung quanh còn có 48 siêu cường giả diệt phàm cảnh nữa đấy. Tận 48 người đấy. Diệp Huyên nhìn 12 thần bảo hộ cùng những tên áo đen ở trước mắt mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất đắc dĩ không thôi. Đây không chỉ là áp đảo về thực lực thôi đâu, còn áp đảo về số lượng nữa đấy, rồi sao đánh? Hơn nữa cứ cho là hắn có thể chạy đi, thì hắn cũng sẽ không chạy. Nếu hắn chạy rồi, thì Đồ, Tiểu Mộ và cả tiên tổ Dương tộc nữa, họ sẽ ra sao? Tuy thực lực của ba người mạnh mẽ, nhưng bây giờ người ta đang chơi chiêu đánh hội đồng đấy. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, mà sau lưng hắn cũng bỗng xuất hiện thêm một hộp kiếm. Lúc này, 12 thần bảo hộ đột nhiên vọt về phía hắn. 12 cường giả diệt phàm cảnh. Cảnh giới của họ đều cao hơn hắn. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên một tia lệ khí, hắn tiến lên một bước, một khắc sau, hộp kiếm sau lưng hắn bỗng run lên kịch liệt, 12 thanh kiếm đỏ rực như máu phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi hộp kiếm được kích hoạt, tinh không ở bốn phía đột nhiên biến thành một vùng tu la luyện ngục. Sát khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, hung khí, ác khí, tử khí đều về ạt vô cùng vô tận. Diệp Huyên lại bước thêm một bước, sau đó chỉ một ngón tay ra chém. 12 thanh kiếm đâm thẳng xuống. Ầm. Tên thần bảo hộ dẫn đầu liền bị 12 thanh kiếm kia chém chết ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyên cũng vọt thẳng lên trên, có điều trong nháy mắt khi hắn lao ra đó, bên cạnh hắn bỗng xuất hiện thêm 10 phân thân khác nhau. Thật ra hắn muốn sao chép Tiểu Mộ cùng pháp tắc sinh mệnh, nhưng căn bản là không được. Thực lực của hai người đã vượt quá phạm trù năng lực của huyền kính thiên địa rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tự sao chép bản thân mình thôi. Lúc Diệp Huyên lao về phía 12 tên thần bảo hộ, hắn đã kích hoạt huyết mạch phong ma của mình. Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Ầm. Một tên thần bảo hộ liền bị chiêu kiếm này chém lùi ra ngoài hơn trăm trượng, nhưng sau một khắc, một thanh trường thương khác đã đâm vào ngực hắn, nhưng không thể đâm thủng giáp chiến thần. Thấy được điều này, Diệp Huyên mừng khôn xiết. Như Võ Kha đã nói, đúng là không có mấy ai có thể phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn. Không thể phá được giáp chiến thần, Diệp Huyên hắn chẳng phải sẽ vô địch à? Diệp Huyên lao thẳng vào một tên thần bảo hộ, mà lúc này, lại có một thanh trường thương nữa đâm đến, Diệp Huyên cũng không thèm né tránh, để mặc mũi thương kia đâm vào ngực mình. Ầm. Tên thần bảo hộ cầm thương kia liền bị đánh bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, thần bảo hộ nhìn cánh tay phải đã rạn nứt của mình, có chút mờ mịt, thứ này đàn hồi được à? Mà Diệp Huyên ở phía xa lại dẫn theo 10 phân thân của mình đánh giáp lá cả với 10 tên thần bảo hộ còn lại. Tất nhiên thực lực của phân thân Diệp Huyên vẫn có sự chênh lệch rất lớn với những tên thần bảo hộ kia, nhưng sức chiến đấu của bản thể hắn lại thật sự quá kinh khủng. Chủ yếu là giáp chiến thần đủ khủng bố. Giáp chiến thần không có bất kỳ tác dụng gì khi đối mặt với Tiểu Mộ và pháp tắc sinh mệnh, nhưng khi đối mặt với những cường giả diệt phàm cảnh bình thường, nó lại phát huy công dụng cực kỳ lớn.
Những cường giả diệt phàm cảnh có thể tạo thành thương tổn nhất định cho giáp chiến thần, nhưng cũng chỉ ở mức có hạn, mà giáp chiến thần lại có chức năng tự sửa chữa, đáng sợ nhất là còn có thể phản công lại. Công năng phản kích này của nó khiến đám thần bảo hộ kia muốn đánh nhưng lại không dám đánh. Hơn nữa còn có một chuyện kinh khủng hơn, đó chính là khả năng tự chữa trị của Diệp Huyên. Tuy cảnh giới của Diệp Huyên không cao bằng bọn họ, nhưng Diệp Huyên cũng là phá phàm cảnh, lại thêm vào năng lực tự chữa trị của huyết mạch bất tử, còn có tử khí của tiểu tháp, vậy là tổng cộng được nhân 3 lần tự chữa trị. Diệp Huyên hoàn toàn không thèm phòng thủ, thấy ai là liều mạng đánh ngay, có điều dù hắn dám làm thế, nhưng đám thần bảo hộ kia lại không dám. Cũng chính vì thế nên 10 phân thân của Diệp Huyên mới có thể miễn cưỡng cứng chọi cứng với 11 cường giả diệt phàm cảnh. Ở một bên khác, Mai Y đứng cạnh Mục Tiểu Đao bỗng nói, làm sao bây giờ? Mục Tiểu Đao trầm giọng đáp, đi. Đi. Mục Tiểu Đao gật đầu, đoạn ả ta liền kéo Mai Y đi. Ả ta sợ nhất là đám thần bảo hộ ở phía sau bảo Mai Y ra tay, cảnh giới của Mai Y khá thấp. Nhưng nếu nàng ta sử dụng lực lượng pháp tắc thì lại có thể phá vỡ được giáp của Diệp Huyên. Chỉ có loại sức mạnh ở đẳng cấp như lực lượng pháp tắc mới có thể phá rách được áo giáp của Diệp Huyên, mà một khi Diệp Huyên mất giáp, hắn chắc chắn sẽ không đỡ được 11 tên diệt phàm cảnh. Ả ta không thể ra tay giúp Diệp Huyên được, bởi vì đang có một pháp tắc vũ trụ ở đây, ả ta chỉ có thể dẫn Ma Y rời đi để giảm bớt một phần uy hiếp cho Diệp Huyên. Nhưng đúng lúc này, Ma Y đột nhiên dừng lại. Nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nói Tiểu Đao, nàng muốn ta dùng lực lượng pháp tắc. Nghe thế, sắc mặt Mục Tiểu Đao lập tức trầm xuống. Lúc này, Ma Y xòe lòng bàn tay ra. Ầm. Phía chân trời, một tiếng sấm đánh vang rền, tia sấm kia lập tức hạ xuống vào lòng bàn tay của Ma Y, trong nháy mắt, toàn thân của Ma Y đã bị lôi điện bao trùm, từng khí thế mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ cơ thể nàng ta. Mà trong tay nàng nay đã ngưng tụ thành một tia sấm điện bằng lửa vàng. Lực lượng pháp tắc. Như cảm ứng được gì đó, sắc mặt Diệp Huyên ở phía xa liền thay đổi, hắn bỗng quay đầu nhìn về vị trí của Ma Y, lúc này, Ma Y khẽ lẩm bẩm. Đi. Vừa dứt lời, tia sấm rực lửa trong tay nàng ta đã hóa thành một tia sét bắn nhanh về phía Diệp Huyên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày lại, trực giác nói cho hắn biết. Giáp của hắn không thể ngăn được chiêu này. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt hắn, Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao chợt xuất hiện trong tay ả ta, đây chính là thí thần Diệp Huyên đã tặng ả. Mục Tiểu Đao đột nhiên tiến lên một bước, chém một đao xuống. Bên trong phi đao ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Lực lượng pháp tắc, lúc này đây, ả ta cũng đang thúc giục lực lượng pháp tắc của mình, ầm. Tia sấm rực lửa kia bị một đao của Mục Tiểu Đao cưỡng chế ngăn lại, nhưng nó vẫn chưa biến mất. Phía xa xa, Ma Y nhìn chằm chằm vào Mục Tiểu Đao, người có biết mình đang làm gì không? Mục Tiểu Đao nhếch miệng cười, biết chứ? Ma Y gào lên, người sẽ chết đấy. Mục Tiểu Đao trừng mắt, ta chặn một lát thôi rồi chạy ngay. Mà đúng lúc này, thân thể của ả ta bỗng rung lên, một khắc sau. Luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể ả ta bắt đầu dần dần biến mất. Lực lượng pháp tắc vũ trụ đang biến mất. Thấy cảnh này, Ma Y ở phía xa kinh hãi nói, Tiểu Đao, mau chạy đi. Diệp Huyên đang bị cầm chân ở cách đó không xa cũng thét lên, Mục Tiểu Đao, ta có thể tự đỡ được. Mục Tiểu Đao liếc mắt nhìn Diệp Huyên, người đỡ được cái mông á. Tia sấm này sẽ phá vỡ giáp của ngươi ngay, một khi giáp rách, ngươi cũng sẽ toi đời. Nói rồi, ả ta ngẩng đầu nhìn vào tinh không một lúc rất lâu, sau đó khẽ nói, đây chính là sự lựa chọn của ta. Ả ta vừa dứt lời, lực lượng pháp tắc vũ trụ trong cơ thể ả liền biến mất, mà lúc này đây, phi đao của ả cũng không còn ngăn được tia sấm lửa kia nữa. Mục Tiểu Đao liền bị sức mạnh khổng lồ kia chấn lùi liên tục, mà trong lúc lùi lại, Mục Tiểu Đao bỗng hét lên một tiếng thật to. Ả cầm chặt thanh đao của mình bằng cả hai tay rồi chém ra phía trước, chảm thần. Đây là một đao dốc hết toàn lực của ả. Một đao hạ xuống. Thanh phi đao trong tay Mục Tiểu Đao lập tức hóa thành muôn vàn mảnh vỡ, mà tia sấm lửa kia lại dội thẳng vào người ả. Trong tích tắc, thân thể của Mục Tiểu Đao lập tức nổ tung, không chỉ mỗi cơ thể, mà ngay cả linh hồn của ả cũng nháy mắt trở nên hư huyễn.
gần như là thần hồn câu diệt. Nhưng tia sấm lửa kia vẫn chưa biến mất. Phía xa, Diệp Huyên bỗng gào lên, a. Vừa gào xong, lực lượng phong ma trong cơ thể hắn đột nhiên bạo phát, một luồng huyết mạch chi lực mạnh mẽ bỗng nổ ra, đẩy lùi những tên thần bảo hộ ở xung quanh. Diệp Huyên vọt thẳng đến trước mặt linh hồn của Mục Tiểu Đao, hai tay cầm kiếm của hắn bỗng chém về phía tia sấm rực lửa kia. Ầm. Dưới sự giúp đỡ của huyết mạch chi lực mạnh mẽ, chiêu kiếm của hắn đã ngăn được thế tiến của tia sấm lửa kia. Diệp Huyên gào lên, tiểu hồn, tiểu tháp, cứu nàng. Kiếm chấn hồn lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Mục Tiểu Đao, từng luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ không ngừng tuôn về phía Mục Tiểu Đao, mà tiểu tháp cũng nhanh chóng thả ra vô số tử khí, nhưng linh hồn của Mục Tiểu Đao vẫn ngày càng mờ đi. Tiểu tháp run giọng bảo, tiểu chủ, không được, nguồn sức mạnh kia quá quỷ dị, ta không cứu được nàng. Tiểu hồn cũng lắp bắp nói, tiểu chủ, ta không bảo vệ được linh hồn của nàng. Diệp Huyên chừng muốn rách cả mắt, nghĩ cách đi. Lúc này, Mục Tiểu Đao khẽ mỉm cười, khỏi nghĩ nữa. Ta đã vô phương rồi. Nói xong, ta nhìn Diệp Huyên, khẽ nói, tiện nhân, ngươi tặng ta một thanh phi đao, ta trả ngươi một mạng. Coi như, ta không nợ gì người. Nói rồi, linh hồn của Mục Tiểu Đao hoàn toàn tan biến. Thần hồn câu diệt. Khoảnh khắc khi linh hồn Mục Tiểu Đao hoàn toàn biến mất, cả người Diệp Huyên trở nên trống rỗng. Chết rồi. Mục Tiểu Đao không biết xấu hổ này cứ thế mà chết. Diệp Huyên bỗng gào lên, trong chốc lát, hắn liền tiến vào trạng thái hoàn toàn phong ma, hai tay cầm kiếm chém lung tung loạn cả lên. Cùng lúc đó, chiến thần chi lực cuồn cuộn không ngừng bên trong giáp chiến thần tràn vào cơ thể hắn. Còn có cả ý chí chiến thần. Rầm 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 rầm. Dưới sự tấn công điên cuồng của Diệp Huyên, tia sấm lửa kia lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh điện li ti rơi rải rác. Sau khi chém nát luồng sấm lửa kia, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía 11 thần bảo hộ còn lại, lúc này đây, trong mắt bọn họ đều tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp Huyên bây giờ đã kinh khủng hơn vừa nãy rất nhiều. Diệp Huyên đi đến nơi Mục Tiểu Đao vừa tan biến, hắn chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại, run rẩy nói, xin lỗi. Ta không nên tặng phi đao cho cô, xin lỗi. Nói rồi, hắn bỗng xoay người, trong mắt giờ chỉ toàn màu đỏ oạch, các ngươi chết hết đi. Vừa dứt lời, hắn bỗng biến mất tại chỗ, mà trong nháy mắt hắn lao ra đó. Các phân thân vốn dĩ đã bị 11 thần bảo hộ kia hủy diệt lại bỗng xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này không giống với lần trước, 11 phân thân này lại là trạng thái phong ma. Nhìn thấy tình cảnh này, 11 thần bảo hộ kia liền biến sắc, bọn họ định lùi lại, nhưng Diệp Huyên đã đuổi đến kịp, hắn bỗng vung kiếm chém xuống, trong nháy mắt đó, bên trong hộp kiếm lại bỗng có 12 thanh huyết kiếm khác đồng thời phóng ra. Mà lúc này đây, uy lực của 12 thanh huyết kiếm này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Hiển nhiên 12 thanh huyết kiếm này đã bị lực lượng phong ma ảnh hưởng. Tên thần bảo hộ dẫn đầu đã tái nhợt mặt, ông ta đột nhiên đâm thương ra, trên mũi thương là vô số thương mang lấp lóe, gần như là trong nháy mắt, đống thương mang kia bỗng hóa thành hư vô, cùng lúc đó, lại có hơn 10 kiếm quang lao đến phân thây ông ta. Giết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, 10 tên thần bảo hộ còn lại đã hoàn toàn nghiêm mặt. Sức chiến đấu của Diệp Huyên lúc này đã không còn đáng sợ bình thường nữa. Dưới chân Diệp Huyên bỗng nổ ra một luồng kiếm quang, ngay sau đó, cả người hắn liền biến mất không còn thấy đâu. Xoẹt! Một luồng kiếm quang màu đỏ lòm chợt lóe lên ở nơi đây. Diệp Huyên lại lần nữa xông về phía đám thần bảo hộ ở xa xa kia, mà lúc này đây, hắn đã hoàn toàn rơi vào phong ma. Giết chóc. Diệp Huyên bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ giết chóc ở trong đầu. Tàn sát hết tất cả sinh linh ở trước mặt. Thấy Diệp Huyên vọt tới, 10 tên thần bảo hộ nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều ánh lên tia quyết tuyệt, một khắc sau, cả 10 đều lao đến chỗ Diệp Huyên. Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Trốn. Pháp tắc vũ trụ sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không chạy thoát được. Bởi vì tốc độ của Diệp Huyên nhanh hơn bọn họ. Liều mạng chiến một trận còn có cơ hội được sống. Lúc này đây 10 người đều đồng lòng một suy nghĩ, chỉ muốn liều mạng đánh một trận. Chấm chấm chấm. Ở một bên khác,
Đồ và cô gái tộc kia đang bị đám cường giả áo bào đen kịch liệt ngăn cản lại. Tuy hai người đều mạnh mẽ, nhưng lúc này bọn họ căn bản không còn sức để chú ý đến bên phía Diệp Huyên, họ hoàn toàn không thoát thân được. Hơn nữa đây là còn có Ngôn Tiểu Tiểu giúp đỡ rồi đấy. Thực lực của Ngôn Tiểu Tiểu tuy không phải khủng bố, nhưng năng lực hỗ trợ của nàng ta lại vô cùng mạnh mẽ, nhờ có sự giúp đỡ của nàng ta, Đồ và cô gái Dương tộc đã kiềm hãm được đa phần đám cường giả áo đen. Võ Kha cũng không được rảnh rỗi, lúc này đây nàng ta cũng đang cầm chân một số cường giả thần đình vũ trụ. Ở một chỗ nọ, Mai Y đi đến nơi Mục Tiểu Đao tan biến, nàng ta nhìn vùng không gian trống rỗng, ánh mắt hơi dại ra, tên ngu ngốc nhà ngươi. Lúc này, Kiếm Thất bỗng đi tới cạnh nàng ta, lạnh lùng nói, đáng đời à? Mai Y đột nhiên quay phát sang Kiếm Thất, đáng đời con bà ngươi. Vừa nói xong, nàng ta bỗng xông đến chỗ Kiếm Thất. Hai cô gái liền đánh nhau. Một bên khác, nơi đang chiến đấu kịch liệt nhất chính là chỗ cô bé và pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh cứ đứng yên tại chỗ như thế, mà xung quanh ả ta không ngừng có hàn mang lấp lóe, chỉ thấy ánh sáng chập chờn, chứ không hề thấy bóng người nào. Đúng lúc này, pháp tắc sinh mệnh bỗng chỉ một ngón tay ra phía trước, bỗng, ngón tay ả ta đụng vào một mũi dao găm. Không gian trước mặt pháp tắc sinh mệnh rung lên kịch liệt, có một bóng người chợt thối lui liên tục. Chính là Tiểu Mộ. Tiểu Mộ lui gần trăm trượng mới dừng lại được, lúc này, pháp tắc sinh mệnh ở phía xa cười nói, Tiểu Mộ, kết thúc thôi. Dứt lời, ả ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà nháy mắt khi pháp tắc sinh mệnh biến mất đó, Tiểu Mộ cũng mất dạng theo. Tích tắc sau. Xoẹt 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 ầm. Mấy vạn dặm tinh không xung quanh bỗng bị xé toạc, nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Mà hai người nọ lại trở về chỗ cũ. Lúc này đây, bên khóe miệng Tiểu Mộ đã có một sợi máu tươi chảy ra. Mà pháp tắc sinh mệnh lại chẳng hề hấn gì. Pháp tắc sinh mệnh cười khẩy, Tiểu Mộ, thật ra ta không thích đứa cả lăm như ngươi chút nào, ngươi có biết không? Tiểu Mộ lau máu bên khóe miệng, không, cần. Pháp tắc sinh mệnh lắc đầu cười, không cần ta thích đúng không? Nói rồi, ả ta chậm rãi bước về phía Tiểu Mộ rồi bảo, Tiểu Mộ, thật ra ta có chút không hiểu tại sao năm đó chủ nhân lại nhận nuôi ngươi. Có thể là do thương hại, dù sao lúc ấy ngươi đúng là quá đáng thương, chủ nhân chỉ thương hại ngươi thôi, không hề yêu quý gì, biết chưa? Tiểu Mộ nhìn chằm chằm vào pháp tắc sinh mệnh, dao găm trong tay phải cô bé rung lên, một khắc sau, cô bé bỗng biến mất tại chỗ. Pháp tắc sinh mệnh cong môi, ả ta đột nhiên vung tay về phía bên phải. Một tia hàn mang đột nhiên nổ ra, một bóng người bị đẩy lùi liên tục về phía sau mấy trăm trượng. Chính là Tiểu Mộ. Pháp tắc sinh mệnh xoay người, ả ta nhìn Tiểu Mộ rồi cười nói, thứ ngu ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ không biết điều tối kỵ nhất của một sát thủ là tâm trạng bất ổn à? Tiểu Mộ nhìn chằm chằm vào pháp tắc sinh mệnh, mà pháp tắc sinh mệnh không để ý đến cô bé nữa. Ả ta quay đầu nhìn nơi Diệp Huyên đang đứng, lúc này những thần bảo hộ kia chỉ còn lại 5 người. Thấy cảnh này, pháp tắc sinh mệnh cau mày lại, đúng là một đám rác rưởi. Nói rồi, ả ta búng tay một cái, không gian phía sau ả ta chợt nứt ra, một người đàn ông trung niên bước ra. Pháp tắc sinh mệnh nhìn Diệp Huyên ở phía xa, huyết mạch này đúng là khiến người ta căm ghét. Giết hắn đi. Người đàn ông trung niên gật đầu, rồi sau đó biến mất. Diệp Huyên ở phía xa đang vung kiếm bỗng xoay người lại, chém một kiếm khác ra. Diệp Huyên liền lùi lại mấy trăm trượng, mà khi hắn còn chưa dừng lại, một quyền ấn chợt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Diệp Huyên không hề tránh né, để mặc quyền ấn kia đánh thẳng vào giáp chiến thần của hắn. Diệp Huyên lại lần nữa lùi về sau mấy trăm trượng, nhưng bản thân người đàn ông trung niên kia lại bị chấn ngược ra xa hơn ngàn trượng. Phản công. Ở đây chỉ có hai người có thể xem thường giáp chiến thần của Diệp Huyên, một là Tiểu Mộ, hai là pháp tắc sinh mệnh. Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn thân thể của mình, lúc này toàn thân gã đang rạn nứt, máu tươi đã nhiễm đỏ trường bào. Cách đó không xa, pháp tắc sinh mệnh khẽ nhíu mày, thật là vô dụng. Nói rồi, ả ta liền định ra tay, mà lúc này, Tiểu Mộ ở phía xa lại biến mất. Trong mắt pháp tắc sinh mệnh ánh lên tia dữ tợn, cút.
Dứ lời, ả ta đột nhiên vỗ một chưởng xuống. Ầm ầm. Không gian trước mặt ả ta liền bị phá nát, một luồng sức mạnh to lớn nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tinh không, tất cả mọi người ở xung quanh đều bị luồng sức mạnh này đẩy lùi, một vài cường giả thần đình vũ trụ thực lực yếu kém còn bị tan hồn nát phách ngay tại chỗ. Tiểu Mộ cũng bị một chưởng này chấn lùi ra xa hơn nghìn trượng, mà khi cô bé vừa đứng vững lại thì lập tức hoảng hốt, bởi vì pháp tắc sinh mệnh đã xông đến chỗ Diệp Huyên. Tiểu Mộ gào lên, không, nói rồi, nàng lập tức biến mất. Diệp Huyên ở phía xa bỗng quay người lại, mà lúc này, một cô gái đã xuất hiện trước mặt hắn, chính là pháp tắc sinh mệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.